Ừ, thầy chào các bạn. Hôm sau tối thế nhỉ? Chờ thầy một giây. À, có vẻ sáng hơn đúng trời, sao trông giống ma thế này? À, có vẻ sáng hơn rồi. À, hiện tại ta đã có bốn bạn vào, có anh Minh, Hiên, Trung và Băng. Chương trình học của thầy trò mình sẽ là học từ 7:30 hàng ngày. Nên thủ lúc chờ mọi người vào, thầy trò mình sẽ chuẩn bị một số thao tác. Ở cái buổi đầu tiên thì ta nói qua về cái lớp học của thầy trò mình. Hiện nay thì như qua nói chuyện với một số bạn ở trong nhóm thì thầy thấy là các bạn đã có kiến thức lập trình cơ bản. Một số bạn đã được học lập trình cơ bản và Pascal, C++ cộng hoặc Python. Ở để cho một cái lớp học cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ cộng hiệu quả thì cái việc đầu tiên rất quan trọng đó là ta kế thừa lại được các cái kiến thức kỹ năng các bạn đã có. Một số bạn đã code được trên ngôn ngữ lập trình C++ cộng rồi thì ta cũng tạm gác các cái kỹ năng của mình đang có và ta sẽ dùng nó để giải quyết các cái bài tập được giao một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể và trọn vẹn nhất có thể. Với các bạn mới học từ đầu thì các em cũng sẽ là gọi là hoàn thành đúng cái nội dung được giao đấy, và sẽ cố gắng đạt được chỉ tiêu các lượng bài tập. Cái khung chương trình của mình có 20 buổi thì các bạn nào làm nhanh nhất thì sẽ được có khoảng tầm 300 bài tập, tức là các em có đủ kiến thức kỹ năng có thể đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh được. Đấy. Nhưng vì thầy dạy chủ yếu thầy dạy theo hình thức là dạy học phân hóa nên mà ngoài cái lượng khoảng tầm 150 bài cố định cho cái lớp KCB2 này để cho các em rèn đủ đủ cái kiến thức và kỹ năng thi học sinh giỏi ngay từ đầu năm học tới thì ở cái phần trong quá trình dạy ấy, thì có một số bạn hoàn thành các bài tập sớm thì các em nhớ nhắn lại trong nhóm hoặc nhắn lên riêng với thầy để thầy gửi tiếp các bài tập kế tiếp. Ở đây nó sẽ hỗ trợ cho các bạn các cái bởi vì lớp là lớp học chung nên ta sẽ cố gắng là giao được càng nhiều bài cho các bạn và các em cố gắng hoàn thiện nhiều nhất có thể. Trong quá trình học thì các em có thể bật cam để nói chuyện, bật mic để nói chuyện, rồi bật cửa sổ chat để nói, để tương tác với thầy và làm việc. Cái chương trình học thì vì nó là học lập trình nên chủ yếu là ta làm và nộp sản phẩm trực tuyến thôi. Đầu tiên thì các bạn hãy comment cho thầy cái họ và tên của mình nhé, để thầy tạo tài khoản người dùng. Các bạn comment họ và tên và ghi thêm lớp đằng sau giúp thầy và cửa sổ chat nhé. Đấy, các bạn bật cửa sổ chat lên và các bạn comment họ và tên để thầy tạo tài khoản người dùng. Bạn Anh Minh và bạn Băng comment cho thầy lớp học luôn nhé. À lớp Băng thì năm nay là lớp 10 rồi đúng không? Có anh Minh lớp mấy các bạn ghi giúp thầy luôn. Đang soạn cái gì vậy này? Vừa nãy em đi sấy cái tóc nên em nghe không rõ.
Ừ, em comment họ và tên nhé, Dạ vâng ạ. để thầy tạo tài khoản và nhớ thêm lớp nữa. Có Hoàng Anh Minh. À, mình lớp 7 à? Ừ. Có mình lớp 7 à? Đội hình của mình thấy các bạn à có vẻ là để thầy tạo tài khoản này cho các bạn. Rồi, mình Hoàng Anh Minh. Phạm Khôi Nguyên. Nguyên lớp mấy nhỉ? Nguyên Nguyên cũng lớp 7 à? À già. Mai Trần Thiên. 9. Khôi Nguyên. Phạm Khôi Nguyên rồi luôn. Phạm Văn Chu. Lớp 10. Rồi. Và nhìn như này thì ta đã thấy ngay là ở trong nhóm Zalo thì thầy cũng đã gửi cái đây là user và mật khẩu nhé. Thầy gửi ở trong nhóm Zalo nhé. Trong cái quá trình làm thì thầy có cái hệ thống nộp bài và thu bài. Cái hệ thống này nó chạy trên máy tính của thầy. Nên khi các bạn mà nộp bài mà thấy cái hệ thống chấm nó không chạy thì nhớ báo cho thầy biết là và để thầy chạy để cho các em nộp bài. Thông thường thì cái server thầy sẽ chạy 24 trên 7. Rồi bây giờ các bạn hãy đăng nhập vào cái trang web thầy vừa gửi ở trong nhóm Zalo nhé. Khi làm thì cái lời giải hình ảnh của bài toán hoặc là những cái tương tác thầy hay chụp ảnh thầy gửi trong nhóm Zalo. Nên các bạn nên cài Zalo PC nhé. Máy tính của các em nên cài Zalo PC. Các bạn học sinh lớp 9 hoặc lớp 7 mà chưa có Zalo thì các em nhờ bố mẹ đăng ký cho một cái tài khoản để chạy trên máy tính. Và để thầy gửi bài trên đấy, gửi file bài tập, nó tương tác nhanh hơn. Các bạn nào không dùng Zalo PC thì các em sử dụng Zalo web cũng được. Zalo cũng được, nhưng mà thông thường thầy thấy dùng Zalo PC nó có vẻ mượt hơn. Rồi sau khi ấy xong, các bạn vào trang web ilp.hoctổ.org thì các bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình. Ví dụ như đây thầy đang đăng nhập vào tài khoản của thầy. Thì đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn cái thao tác nộp bài bên trên này. Để nộp bài làm thì ví dụ như
lấy một cái bài làm. Thì trên giao diện nộp bài ở đây thì các bạn nhìn quan sát nó cũng khá đơn giản. Thầy đặt tên nó là hệ sinh thái để cho các bạn nộp bài. Bình thường nộp bài có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn ấn nút True File để chọn file. Thì khi chọn file thì ta nhớ đặt tên file đúng so với tệ file đề bài đã yêu cầu. Cái thứ hai, để ấn nút chấm bài. Đấy. Để chấm một bài nào đó thì ta ấn nút chấm bài. Ngôn ngữ lập trình của cái hệ thống chấm nó chấm được các cái ngôn ngữ lập trình thi học sinh giỏi hiện nay như C cộng cộng, Pascal hoặc Python. Các bạn làm giả sử ta các bạn học bởi C cộng cộng thì cái phần mở rộng của tệp nó sẽ là CPP. Đấy. Ví dụ như thầy lấy một cái bài tập ở đây chẳng hạn. Đấy, thầy copy code ở trong cái file bài tập này. Tí nữa các bạn sẽ thực hành làm luôn cái thao tác này để chấm và nộp bài luôn. Ta sẽ vào trên trình duyệt đây. Các bạn là Ctrl A, các bạn Ctrl V, paste code bài làm của mình vào. Bài này tên là bài SD. Đấy. Chấm CVP. Sau đó các bạn ấn nút submit và để nộp bài. Hệ thống nộp bài nó sẽ báo là bài nộp đã thành công, ta ấn OK. Rồi, sau đó ta quay trở lại. Bây giờ chờ kết quả nộp. Kết quả nộp bài nó hiện lên ở phần nhật ký nộp bài. Ngoài ra ta có thể vào bảng rank để xem thứ hạng của mình. Bảng rank ở đây. Ở trên bảng rank này thì có một số các bạn học sinh khác cũng đã nộp bài ở đây. Đấy, các bạn thấy các bạn học sinh khác cũng rất tích cực nộp bài. Tuy nhiên thì cái bảng rank này thì sẽ làm mới lại để cho lớp ta, các bạn sẽ làm và nộp bài trên hệ thống này. Bên cạnh đấy thì các bạn thầy có một cái kênh YouTube có chứa video tất cả các bài giảng ở các khóa học trước. Do đó các em có thể xem trên kênh video, thậm chí cái lớp học của thầy trò mình cũng sẽ có video bài giảng. Cứ hết mỗi buổi dạy học thì thầy sẽ thường thường là sẽ phải đến sáng hôm sau, bởi vì cái hệ thống dạy máy này nó sẽ, các bạn vào YouTube thì các bạn tìm cái chữ Đặng Tuấn Thành thì kiểu gì cũng nhìn thấy thầy. Đấy, thầy ở trên này, ảnh hơi sống ảo một tí. Thì đây có kênh YouTube của thầy, các bạn nào chưa subscribe đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ thầy nhé. Vài hôm nữa thầy không khéo là trở thành YouTube nổi tiếng. Đó là kênh YouTube của thầy. Thì nó trên kênh YouTube này nó chứa video bài giảng. Đấy, sao cái ảnh của thầy trông sống ảo thế nhỉ? Thì trên kênh YouTube này nó có cái video bài giảng. Vậy thì các bạn ví dụ như các bạn vào trong mục playlist. Đấy. Thì trong playlist này các bạn có thể tìm hiểu về khoa học kỹ thuật rồi ôn thi học sinh giỏi vào trường chuyên, hoặc là các bạn học các cái lớp cơ bản, ta có lớp học sinh giỏi trung học cơ sở chẳng hạn, ví dụ như thế. Các bạn vào YouTube có chữ Đặng Tuấn Thành nhé, thì các bạn nhớ đăng ký kênh giúp thầy. Hiện nay có khoảng hơn 700 bạn học sinh, nhưng mà thầy cô đoạn này đang quảng cáo. Đấy, thì khi đó các bạn chờ nhé, để quay quảng cáo. Đó. Con mang tôi đi. Đấy, thì có video bài giảng ở đây thì các bạn nhớ xem video bài giảng đấy nhé. Đấy. Đấy. Vậy thì với cái video bài giảng à, chung là sắp rồi, cảm ơn chung. Đấy, thì có kênh YouTube như thế thì ta sẽ có cái để các bạn xem bài làm của mình và nộp bài lên trên đấy. Quên, tức là mình xem video đấy, có một số bài mà sẽ liên quan tới bài học của mình, các em có thể xem đi xem lại trên đấy. Rồi, bây giờ ta quay sang cái nội dung của hôm nay. Như vậy thì ở trong nhóm của thầy mình là thầy cho mình nhóm KCB1, thầy đã cung cấp cho các bạn một là đường link của trang ilp.hoctổ.org, đây là nơi nộp bài của các em nhé. Tài khoản đăng nhập và mật khẩu nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Và các bạn tải phần mềm Code Block cái phiên bản mới nhất. Trên máy tính của thầy hiện tại đang có bản 17.12 nên thầy gửi luôn cái bản 17.12. Ngoài ra các em có thể tải các bản Code Block khác. Thì buổi tối hàng buổi tối thì thầy cho mình sẽ học ở cái lên đường link này. Đấy. Ta sẽ học ở cái đường link này. Đấy. Rồi bây giờ các bạn hãy comment cho các bạn hãy cho thầy biết là các bạn đã vào được cái trang web này chưa? ilp.hoctổ.org. Bạn nào đăng nhập vào được rồi thì các bạn comment cho thầy số 1 nhé.
Bạn nào chưa đây chưa đăng nhập được thì comment cho thầy xuống không. À, có băng đã đăng nhập được vào cái trang này rồi. Thầy gửi lại trang này nhé. Rồi, có băng có chung à. À, có Minh Thiên có đứa các bạn nhớ đặt tên nhé, chả đứa nào là nguyên vô danh. Nghe tên rất chi là này, kiểu phim trường. Các bạn còn lại thì sao? Đã đăng nhập được vào trang web nộp bài chưa? Có hiện tại có Trung và Băng đã đăng nhập, còn Minh Nguyên Thiên thì sao? À, thì nhớ nhớ comment số 1 giúp thầy nhé. Khi nào thầy bảo yêu cầu là comment số 1 là thực hiện được cái gì, số 0 là gì, nhớ tương tác để thầy biết là xem các bạn đã làm được chưa. Rồi, sau đó các bạn tiến hành cài đặt phần mềm CodeBlock. Hiện nay thì có rất nhiều các cái công cụ giúp cho các em soạn thảo và chạy trình biên dịch. Thì một trong những cái trình biên dịch phổ biến hiện nay đó là trình biên dịch CodeBlock. Đây là cái phần mềm thầy đã cài gửi ở trong nhóm Zalo, các em có thể tải. Hoặc là các em tìm trên mạng một cái bản mới nhất để kể về cài đặt. Thì bản 17.12 cũng là một trong những bản được fix khá kỹ. Nó không bị một số các cái lỗi như bản 20 chấm. Rồi, sau khi cài CodeBlock xong thì các bạn vào Start, các bạn chạy chương trình CodeBlock. CodeBlock, đây, nó CodeBlock đây. Và ta ấn nút chọn chạy CodeBlock. Hôm nay ta mất khoảng tầm 10-15 phút để làm quen với trước. Còn tí nữa vào cuồng rồi thì việc của ai người đấy làm thôi. Thì các bạn sẽ tăng tốc rất nhanh. Đây là trên giao diện của phần mềm CodeBlock. Bây giờ các bạn hãy comment cho thầy số 1 nếu mà các bạn đã cài đặt được phần mềm CodeBlock nhé. À, số 2 đi, thay vì số 1. Bạn nào cài đặt được CodeBlock rồi thì các bạn cài đặt cho comment cho thầy số 2. Bạn nào chưa cài đặt được thì comment cho thầy số 0. À, thầy đấy có ba bạn, bốn bạn, ba bạn đã cài đặt được CodeBlock rồi. Phần mềm CodeBlock này thầy gửi ở trong nhóm Zalo nhé. Em ngoài CodeBlock ra ta có thằng DeepSea, thằng Visual Studio là cũng là một trong những cái thằng Vi và Visual Code đó. Thì các bạn có thể code trên các cái trình đấy. Tuy nhiên thì cái quy trình mà nhẹ nhất mà thầy thấy dùng ổn định nó là thằng CodeBlock. Đấy. DeepSea ở trong phòng thi có băng ạ. Nhưng thông thường thì thầy cô hay cài CodeBlock ở trên phòng thi. Trong phòng thi thường chỉ cài CodeBlock này, FreeBSD này, PyCharm này, hoặc là Tony để cho thằng Python. Thằng DeepSea là một trong những thằng rất chuyên nghiệp, cũng được. Về cơ bản nó cũng giống nhau mà. Nên băng có thể dùng DeepSea cũng cộng được, còn nếu có, ngay từ đầu em dùng CodeBlock luôn cũng được. Bởi vì đến cái đi thi quốc gia, các anh đội tuyển quốc gia cũng chỉ dùng CodeBlock thôi. Thì mình dùng cái đấy cũng được. Dùng DeepSea thì nó đẹp hơn, giao diện trông nó cool ngầu hơn. Rồi, vậy thì các bạn còn lại thì đã cài đặt được CodeBlock chưa nhỉ? Còn sao có bạn nào cứ bay ra vậy? Chỗ Thiên đã cài đặt được CodeBlock chưa em? Bạn nào cài đặt được CodeBlock thì các bạn comment số 2 nhé. Phần mềm CodeBlock thầy đã gửi trong nhóm Zalo. Rồi. Như vậy thì ta bước đầu tiên các bạn đã làm được, một là ta đã cài đặt được CodeBlock, hai là đã được chung lại thấy DeepSea đau mắt à. Có theo thói quen đấy, một số bạn này có thích sử dụng như thế, một số bạn này lại thích sử dụng CodeBlock. Không người sử dụng Visual Studio Code cũng được, dùng cái đấy cũng
Hay. Cứ trải nghiệm đi, sau này ta sẽ trải nghiệm mà. Sau này các bạn trở thành lập trình viên ra các công ty phần mềm thì nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ gì đâu, quan trọng nhất là kêu khách hàng cũng đặt hàng mình viết bằng phần mềm gì thì khi đó mình dùng ngôn ngữ đấy nó rất nhạt, tầm đấy kiểu mình giống như là chuyên nghiệp ấy, cái bất cứ ngôn ngữ gì cũng được miễn có đơn hàng là mình có thể làm ngon đấy. Chứ không phụ thuộc vào, quan trọng nhất cái bài toán người ta đưa ra là bài toán gì, còn ngôn ngữ thì nó ta đang làm chủ dần dần nó thôi. Rồi như vậy thầy trò mình đã biết được cách nộp bài trên hệ thống, biết cách tải code block đã được cấp tài khoản để sử dụng. Các bạn lưu về máy mình hoặc là nhé, có trang web để nộp bài, có kênh YouTube, nhớ đăng ký kênh giúp thầy nhé. Không biết nãy giờ các bạn nào đăng ký kênh thêm chưa? Đại loại các bạn học sinh, các bạn học sinh học thầy hãy cố gắng đăng ký kênh thì chung và chính xác. Mình cứ thực tế mình cũng trang bị kỹ năng dần dần, cứ mỗi thứ nó một tí thì mình sẽ lên được ngay. Các anh chị đội tuyển khóa trước cũng thế, các anh chị trang bị dần qua từng lớp học, cộng thêm nghiên cứu. Rồi ở cái chương trình học của mình thì do ở đây thầy thấy thấy có băng này có chung là đã học cơ bản ban đầu khá nhanh rồi, sau đó tí nữa thầy giao việc chỉ được ngồi làm thôi. Các bạn khác thì ở trong cái chương trình thầy dạy thì thầy sẽ đan xen kết hợp cái sử dụng cái quyển tài liệu là nhập môn lập trình cơ bản ở đấy. Thì ở trong cái quyển sách này thầy viết thì nó được chia thành có khoảng tầm hơn 100 bài, bài tập được chia thành 5 phần cơ bản, trong đó phần cấu trúc tuần tự đó chính là buổi học ngày hôm nay, ngày buổi học ngày mai trở đi ta sẽ xoay quanh các cấu trúc khác. Sau khi học xong phần cơ bản này thì cứ với mỗi phần sẽ có những bài tập mở rộng ở phần khác thầy đưa vào, thì các bạn nào hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ học tập của từng buổi học thì các em sẽ nhận được bài tập mới. Bạn nào mà chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập thì các em sẽ cố gắng để hoàn thành để nhận được bài tập mới. Thì trong khi làm bài thì bài làm của các em sẽ được chấm và nó sẽ hiện lên bảng điểm, tức là cái bảng rank thứ hạng của mình. Đấy. Nó hiện lên bảng rank của mình, thứ hạng của mình ở đây. Lớp ta là lớp KCB2 nên thầy mong là các bạn học hãy cố gắng luôn nằm ở trên top đầu nhé. Luôn nằm ở trên top đầu. Bình thường có các video chuyên đề nâng cao thầy của cái lớp học nâng cao ở đây, các bạn có thể click vào đây để xem cái đội các anh chị lớp nâng cao đang học cái gì để mình học trước đi, cũng không cần chờ thầy dạy nhé, bởi vì có video đây rồi mà. Để hôm nào thầy có dạy lại các bạn thì nó cũng nhàn hơn. Đấy. Trong khi các bạn xem video thì nhớ like, thả tim, comment cần lực. Có số Zalo của thầy trong video và trên lớp học, các em lại cố gắng khi cần hỗ trợ thì các em sẽ liên lạc. Thì trong quá trình học thì ta bài làm của các em cũng có thể đúng rồi, ở đây có thêm một cái nữa là cái để các bạn sẽ trao đổi code, có cái ILP chấm forum vi đâu nhỉ. Đây là nơi các bạn có thể tham khảo code của một số các bạn học sinh khác. Đây nó là một cái tên miền con. ILP.org. Đây cũng là một cái kênh, đây là một cái diễn đàn thầy dùng để lưu cốt bài làm của các em học sinh. Đấy. Ghi cốt bài làm của các em học sinh và đâu nhỉ? Đây, ở chợ rồi, đang quảng cáo. Thì ở phía dưới các bạn thấy các bạn vào trong cái mục là thẻ home để vào trong trong thẻ home này thì có một số các cái code chương trình, như code ở trong trên này là các bạn học sinh chủ yếu là bằng Python. Ngoài ra thì có một số các cái contest và một số các cái đề thi và một số các video bài giảng online nó có sẵn ở trong này, thì các bạn có thể truy cập ở đây nhé. Tên của nó là ILP.forum.vi, thì các bạn lưu lại đánh dấu lại trang ta dùng khi khác nhé. Đấy, có chủ đề quy hoạch động và các kỹ thuật lập trình nâng cao và cơ bản, có cả video bài giảng sẵn ở đây. Em có thời gian thì em học trước đi. Đấy, nên Trung bảo là thấy em muốn học luôn nâng cao cũng được, ông bảo hoàn toàn được thôi. Đấy, nhưng mà cố gắng làm rồi.
cũng giống như băng ấy, em cũng hoàn toàn có thể học nâng cao được, nhưng tốt nhất ta cứ phải xây dựng lại cái phần cơ bản thật chắc, thì khi đó sang nâng cao nó nhàn lắm, khi đó mình học gì nó chỉ là học về thuật toán đấy, còn code không phải lo nữa. Rồi như vậy thầy đã giới thiệu tổng quan qua rồi, thì ta trong cái quá trình học thì có cần hỗ trợ thì các bạn nhớ có kênh số Zalo của thầy hoặc số điện thoại nhé, gọi là 0854518333, tên là thầy Thành. Thì các em nhớ nhắn comment cho thầy để thầy comment trên kênh YouTube hoặc là trong nhóm Zalo. Lưu ý các em nhớ cài Zalo PC hoặc Zalo web nhé, để thầy trò mình tương tác với nhau. Hôm nay thì thầy trò mình sẽ quay ra cứ khoảng tầm 20 cái bài tập đầu tiên về làm quen với ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Trong cái thang mục và các bài tập cơ bản này thì chủ yếu nó rèn cho các bạn cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và nắm được các thuật toán cơ bản đấy, và các kỹ thuật cài đặt và cách thức tổ chức chương trình. Ở trong cái nội dung bài một đầu tiên, hình như có anh nhắn tin, các bạn chờ đợi một giây. Bạn nào đi nhỉ? Anh Minh à, để thầy kết bạn với anh Minh. Rồi anh Minh chờ thầy một tí nhé, tí nữa thầy sẽ chia sẻ về chỗ code block. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ dành khoảng tầm 3 phút nhé, 3-4 phút để cho các bạn trải nghiệm code block. Rồi bây giờ các bạn lưu ý màn hình các bạn có thể trực tiếp share và làm việc với thầy, nên trong quá trình thầy dạy thì thầy sẽ ví dụ như là thầy mời bạn anh Minh chia sẻ màn hình chẳng hạn, thì các bạn ấn nút share màn hình ở giữa để chia sẻ màn hình. Đấy. Chung chia sẻ màn hình thì em có thể share màn hình của mình. Lạc qua. Chờ tí nhé. Để nó hơi lát. Trong quá trình dùng thì mình đang học online thì các em như ngày trước thầy hay ngồi ở trên tầng, nhưng mà nó xa cục wifi quá, nên thầy chuyển luôn đứng dưới ngay cục wifi đây, tốc độ test lên tới cả 100 Mbps. Rồi bây giờ xin mời bạn khi nãy anh Minh vừa hỏi thầy đúng không? Rồi mời Hoàng Anh Minh xem màn hình giúp thầy nào. Ai không cài được bảo cài Ultra View cài hỗ trợ cho thầy ạ. Em cứ xem màn hình thầy chỉ luôn cho nó ngầu nha. Okay. Để mọi người cùng quan sát luôn. Chứ xem màn hình của Zoom. Hình như thầy đã chia sẻ chức năng xem màn hình rồi. Các bạn nào cần hỗ trợ về cài đặt code block thì các bạn comment vào trong cửa sổ chat giúp thầy nhé, để mọi người cùng biết được. Rồi, rồi đã thấy Minh chia sẻ màn hình nhỉ. Rồi em chạy thằng code block đi. Ở phía đấy, cái chỗ phía dưới em nháy đúp vào cái code block đấy là chạy được thôi. Đấy, em cứ nháy đúp vào đấy xong nháy nháy đúp mở nó ra. Tí nữa em share dưới dạng là đừng share cửa sổ mà các em share ra toàn bộ screen ấy, thì nó sẽ hiển thị rõ hơn. Khi các bạn xem một cái cửa sổ thì nó chỉ nhìn thấy được mỗi cửa sổ, các cái pop-up mở ra thì nó sẽ không nhìn thấy. Rồi bây giờ em cứ mở chạy file code block đấy rồi nháy đúp vào nó xong nhấn next ok, cài đặt minmu vào. Cài đặt mặc định tất cả nhé. Cứ next 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 là được. Em làm gì đấy? Em cứ nháy đúp vào cái file code block là được mà. Ở phía dưới ấy. Có chữ code block 90,37 m ở phía dưới mà. Không, ở phía dưới ấy, cứ ở đâu trên đấy. Đấy ạ. Hay em quay luôn video hướng dẫn như này nha, cho bạn nào mắc thì em gửi video luôn. Ừ, thế cũng được, thế tốt quá. À, thế thầy đợi em một xíu nhé. Rồi sau sau khi các bạn ấy xong thì
ta sẽ sang cái nội dung phần đầu tiên của hôm nay. Thì khi mà học về cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì các bạn thấy rằng đây là một cái ngôn ngữ lập trình rất mạnh, nó phải nói là một trong những cái ngôn ngữ mạnh hàng đầu bây giờ. Tuy nhiên thì đánh về độ phổ biến hiện nay thì thằng Python nó mới là thằng phổ biến nhất trên toàn cầu. Hôm tới thầy chia sẻ các bạn là cái mức độ phổ biến của các cái ngôn ngữ lập trình thì thằng C cộng cộng nó bị rơi mất cái độ phổ biến và thằng Python. Thằng Python thì bây giờ nó hỗ trợ cho cái việc học về trí tuệ nhân tạo rồi tự động hóa rồi rất nhiều các cái thứ mới, và thằng C cộng cộng thì nó lại đi theo hướng khác. Đấy. Thì hôm nay thầy trò mình sang cái buổi đầu tiên rồi, bây giờ 8 giờ ta bắt đầu nhé. Cái phần cài của mình thì nhờ tí nhờ Trung hỗ trợ hoặc là các bạn khác hỗ trợ. Rồi ta sẽ sang cái phần đầu tiên về cấu trúc tuần tự trong C cộng cộng. Thì trong cái quá trình dùng thì ta có hai kiểu dữ liệu ta phổ thông ta hay sử dụng nhiều nhất, đó là kiểu INT và kiểu FLOAT. Thì ở trong phần này thì ta làm quen với việc làm việc với tệp và cách viết chương trình và cách trình bày chương trình và làm quen với hệ thống chấm. Đầu tiên thì các bạn quay sang một cái chương trình mẫu như sau. Một đoạn chương trình mẫu nó bắt đầu bằng cái chữ bit thăng include bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Đây là khai báo thư viện. Với những bạn lập trình chuyên nghiệp thì các bạn lại thường đặt ra câu hỏi là mà thưa thầy thì ví dụ như khi mà băng vào, hoặc là ở đây có băng và chung các bạn được học nhiều trước rồi chẳng hạn, thì các bạn luôn đặt câu hỏi bảo thưa thầy em xem một số tài liệu, thì ở đây một số các bạn hay khai báo sử dụng nhiều thư viện rời rạc, ví dụ như thư viện toán học, thư viện về sâu, thư viện về Quill, về Stack, ở các cái loại thư viện khác. Thì việc sử dụng thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h thì có ảnh hưởng gì hay không, thì thầy cũng đã trả lời luôn với các bạn là trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia thì chỉ cần sử dụng thư viện này là các em có thể, và cốt đúng là các em có thể đạt giải quốc gia được. Do đó các em lưu ý nhé, khi sử dụng thì ta chỉ sử dụng thư viện này là đủ nhé. Đó là trả lời cho câu thứ nhất là khi sử dụng thư viện thì ta sử dụng thư viện gì. Rồi cái thứ hai, cảm ơn bạn Trung đã tài trợ video hướng dẫn cài Code Blue. Rồi sau đó ta có cái câu lệnh như gì, namespace etd. Đây là một cái câu lệnh có mặc định khi tạo ra một cái project mới trong C cộng cộng. Câu lệnh int là a rồi b. Đấy, thì int đây được gọi là khai báo biến, a b là các biến tổng nguyên. Vậy thì cái chương trình mẫu này nó giải quyết cái bài toán gì? Thì cái bài toán này là đó là yêu cầu là hãy nhập số nguyên dương a và b, yêu cầu là tính tổng của a và b. Đấy, đưa tổng ra. Đấy, đó là cái chương trình mẫu này nó thực hiện công việc này. Ở đây ta có int main. Thì khi mà các bạn code bởi một số các cái trình soạn thảo khác nhau thì cái int này nó có thể khai báo bởi một cái định dạng khác, thì các bạn đều phải sửa nó về int main nhé. Int main đóng ngoặc mở ngoặc. Đấy. Đấy. Đây int main là bắt đầu chương trình chính và kết thúc chương trình chính. Và lưu ý rằng cái chữ return không này nó để thể hiện rằng đây là kết thúc chương trình chính. Như vậy thì có bạn bảo là thưa thầy để tính tổng, đây là chương trình tính tổng hai số nguyên dương a và b viết bởi ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Bây giờ em muốn viết chương trình tính tích hai số hoặc là tính hiệu hai số thì em sẽ viết như thế nào? Thì thầy nhá, thầy thầy có cái từ là thăng include bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Đây là một cái thư viện dùng chung, nó là một thư viện tổng hợp. Đấy. Ở đây ta có cái câu using namespace std, đây là câu lệnh nhóm thằng std lại. Rồi như vậy thì ta thấy rằng giữa bài này với bài này nó không hề thay đổi nhé. Rồi bắt đầu bài này thầy cần tính tổng và tích của hai số a và b hoặc là hai số x và y chẳng hạn, thầy lấy biến khác đi.
Thì bây giờ bắt đầu vào chương trình chính. Câu lệnh này gọi là câu lệnh khai báo biến. Câu lệnh khai báo biến bắt đầu bởi cái từ khóa INT, nó là tên chuẩn, nó gọi là kiểu dữ liệu. XYZ tổng tích là các biến do tên do người lập trình đặt. Người ta có INT main, đóng ngoặc mở ngoặc. Thì các bạn lưu ý có nhiều cách khai, ở một số các ví dụ như thầy thầy trong thằng Xcode hoặc là trong thằng Visual Studio Code thì cái INT main nó có thể định nghĩa bởi một cái khác. Một cái void thì các bạn nhớ là ta phải sửa lại nó thành INT main nhé. Trong kỳ thi học sinh giỏi, chương trình chính nó là một cái INT. Đấy. Bắt đầu chương trình con và bắt đầu chương trình chính và kết thúc chương trình chính nó đặt trong cặp dấu ngoặc. Và cuối chương trình ta có chữ return không? C cộng cộng nó có phân biệt chữ hoa với chữ thường. Đấy. Vậy đây nó chính là phần khung chương trình. Đấy. Đây là cái phần khung chương trình của đây. Vậy thì ở cái vùng này ta có thể khai báo các biến tổng quát ở chỗ này. Ở chỗ này là ta các câu lệnh chính của chương trình. Đấy. Vậy thì có bạn bảo là em vừa cài code block rồi em muốn viết một cái viết chương trình tính tổng hai số A và B thì em cần làm như thế nào? Ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn chạy code block. Ở cái phần này hơi chi tiết băng với chung nhé. Thôi chịu khó ngồi nghe một chút thầy tôi nhanh thôi. Rồi, Chào thầy ta ơi, nghe vui mà thầy. để thầy hướng dẫn đoạn này nó hơi chi tiết để cho các mọi người có xuất phát điểm bằng nhau một cái. Có bạn Quang có hỏi bảo học bằng điện thoại được không? Học bằng điện thoại được nhưng mà cô sẽ hơi vất vả với Quang nhé. Em hãy ra FPT Shop mua ngay một cái MacBook M2. Rồi. Chết cái đắt quá rồi ạ. Về hôm trước vừa thầy sau con MacBook M2 cũng khá ngầu. Rồi, trên giao diện code block thì ta nhận thấy có một create a new project là để tạo một project mới. Thì các bạn ấn nút create a new project. Thì trong create a new project thì ta có các cái đối tượng khác nhau. Thì trong cái định dạng lập trình khác nhau thì người ta sẽ chọn các cái gọi là các cái loại project khác nhau. Ví dụ như lập trình về điều khiển Arduino thì ta sẽ lựa chọn Arduino. Nhưng mà thường thầy cho mình lập trình điều khiển lập trình thi đấu thì ta sẽ sử dụng thằng console application đây, console application. Cái biểu tượng giống như cái mũ này nhé, ta nút go. Nhớ go một lần chứ đừng go go nhé. À, nó hiện ra cửa sổ, các bạn ấn nút next. Nó hiện ra cửa sổ kế tiếp. Mặc định của mình đang đang sử dụng là C cộng cộng nhé. À, đấy, đến cái cửa sổ project title là được gọi là tên. Thì các bạn lưu ý trong cái quá trình thầy dạy các bạn thì với mỗi bài nó sẽ có tên của nó. Ví dụ như cái bài một đây, bài sản lượng chẳng hạn, thì tên tên của nó được quy định ở chỗ này, bài một lúa chẳng hạn chấm idp, bài một lúa chấm aut. Thì khi thầy tạo project thì thầy đặt tên nó là bài một lúa chẳng hạn. Đấy, thì cửa sổ project của thầy sẽ là bài một lúa. Nhớ nhất phần project title là không chứa dấu cách, nó phản ánh đúng tên của tệp. Ở trong mục folder to create project in là nơi chứa thư mục chứa bài làm. Cái lớp của mình là lớp KCB2 nên các em có thể đặt thư mục là lớp KCB2 hoặc là đây, ví dụ như các bạn quay trở lại ổ D, các bạn đặt tạo ra một thư mục để chứa toàn bộ các bài giảng mà thầy trò mình cùng làm việc KCB2. Đấy, đây là lớp cơ bản 2. Ở đây sau đó ta là nút nhé. Sau khi em chọn thằng KCB2 cái thư mục của thầy vừa tạo xong thì nút select để chọn. Khi đó cái bài một chấm lúa này nó sẽ được tạo trong thư mục này và tất cả các bài phía sau của nó cũng sẽ tạo luôn thư mục này. Một số bạn để cái thư mục này rỗng nên khi các bạn tạo project thì nó cứ báo lỗi là lý do là nó không biết lưu bài ở đâu. Vậy thì các em hãy chọn tạo một thư mục mới để lưu bài nhé. Lưu ý tên bài phải phản ánh đúng nội dung bài. Có một số đứa thì đặt tên bài là ZZZ, XXX. Sau đó một bài thứ hai là TTRR, đến bài thứ ba OOPP. Sau đó hôm sau thầy bảo hãy mở bài số 4. Thì khi đó không biết bài đó mình đặt tên là gì. Vậy thì có một cái nguyên tắc rất là cơ bản đó là tên bài thì phản ánh đúng nội dung của bài. Và tên bài được quy định ở trong phần đề bài. Nhé. Và các bạn hãy có một cái thói quen lành mạnh đó là đặt tên project theo tên bài làm. Đấy.
Trong các cái trình biên dịch nó mặc định đây thì các bạn kệ nó, các bạn ấn Finish. Thì trên cửa sổ màn hình làm việc các bạn quan sát ta có các cái thanh thanh cửa sổ Exit, File, Search, vân vân. Bên tay trái của ta có thẻ Project, thẻ File, thẻ Vision, thẻ Resource. Đấy. Các bạn ấn mũi tên sang trái, sang phải để quay về thẻ Project. Chẳng may mình đang ở thẻ này, ấn mũi tên sang trái thì đấy, sang phải đây chẳng hạn. Sang trái đây, chọn thẻ Project. Thì trong thẻ project ta có chữ suột thì ta có file main.cpp, đây là nơi chứa bài làm của các em. Lưu ý khi đi thi đề bài sẽ gồm có nhiều câu, thì khi làm tại một thời điểm chỉ mở một project để tránh tình trạng các bạn sửa code bài 1 nhưng lại chạy bài 2, sửa code bài 2 lại chạy bài 1. Nên sau khi làm xong các bạn close project là để đóng lại nhé. Bài làm của mình sẽ được code trong chữ main.cpp. Đấy. Đây là giao diện làm bài của mình. Ở trên này ta có các nút, thì cái nút mà ta sử dụng nhiều nhất đó là nút Builder and Run, là nút biên dịch bài làm thành cái ngôn ngữ máy và để máy tính chạy được. Ta thông thường là ta sẽ sử dụng nút Builder and Run này. Có bạn bảo thầy ơi code bé quá, các bạn giữ phím Control trên bàn phím. Phím Control là phím viết tắt của chữ Control đấy, ngay góc trái phía dưới màn hình. Giữ phím Control lăn chuột lên trên để code nó to lên. Đấy, lăn chuột về phía mình thì code nó bé xuống. Một số bạn là mắt kém, nói chung là ai sử dụng máy tính thì các bạn nên có thói quen giữ bảo vệ mắt tốt bằng cách lăn chuột code nó to lên. Đấy, đừng để bé này cứ zoom zoom cúi đấy nhìn nó không chuyên nghiệp, ta phải phóng to code lên. Có điều kiện thì các bạn mua lấy con màn hình 4K để sử dụng, một bộ bàn phím cơ và cái ghế livestream nữa. Hôm trước thầy hỏi mua một cái ghế livestream ở đâu tận 4,8 triệu, mặn quá thì không chịu được rồi. Có một bộ ghế tốt thì ngồi cũng đỡ đau lưng hẳn đấy. Đây là giao diện làm việc nhé. Đây, thư viện của mình là include này, nó sẽ mặc định là iOS team này. Username space std là một thư câu lệnh có sẵn, kệ nó. Cái vùng trống này để khai báo biến tổng quát. Int main là bắt đầu chương trình chính. Câu lệnh cell là để viết kết quả ra thì ta chưa dùng đến. Rồi, ta quay trở lại bài tập số 1. Bài tập số 1 thì ta khi làm thì ta nên tắt gọn tiếng Việt đi. Ta ấn phím Ctrl và Shift, tổ phím Ctrl Shift là nó sẽ chuyển đổi sang tiếng Anh và tiếng Việt. Ctrl và Shift nhé. Ta có thư viện bit gạch chéo STD. Các bạn nhớ nhé, thầy vừa gõ chữ STD thì ở phía dưới nó hiện ra bit gạch chéo STDC cộng cộng chấm H ở phía dưới màn hình ấy. Các bạn ấn dấu Tab trên bàn phím cái, dấu Tab nhé, thì nó sẽ tự nhận. Ai rảnh rỗi thì ngồi gõ luôn cả dòng cũng được. Code block cũng giống như các trình duyệt khác, hỗ trợ gợi ý các từ khóa tiếng Anh là các câu lệnh. Vậy thì khi các bạn gõ mà thấy nó đề xuất đúng từ đó rồi, các em bật dấu tab trên bàn phím để nó chọn cả câu đấy. Bài đầu tiên ta làm bài tính tổng và tích hai số nguyên dương A và B. Thầy khai báo biến A, biến B, biến tổng và biến tích. Dấu chấm phẩy kết thúc câu lệnh. Để nhập dữ liệu, thầy có câu lệnh cin nhập biến A, nhập biến B. Câu lệnh này được gọi là câu lệnh nhập giá trị A và B. Rồi để tính tây tính tổng thì gắn tổng thì bằng A cộng B. Và ta có biến tích sẽ bằng A nhân với B. Phép toán nhân ta sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. Sau khi tính được tổng và tích rồi ta viết kết quả ra. Nếu như C là ngôn ngữ C, in là vào, thì ngôn ngữ C để viết ra ta có C và chữ out. Vào là hai dấu lớn hơn thì C out là hai dấu bé hơn. Ta sẽ out thằng tổng ra. Muốn giữa thằng tổng và thằng tích cách nhau ra thì ta thêm lên. Cấu trúc của câu lệnh là C out hai dấu bé hơn tên biến hoặc biểu thức, hai dấu bé hơn tên biến hoặc biểu thức. Đấy. Kết thúc bởi dấu là câu lệnh chấm phẩy. Khi trình bày cái phần này, nhất là các bạn đã học lập trình rồi. Như ở đây thì con gái thì thấy có băng là cốt rất đẹp rồi, bởi vì băng học cấp 2 cốt rất hay. Trung thì thấy chưa được nhìn thấy cốt của Trung. Rồi tí nữa ta sẽ nhìn code luôn. Quang có hỏi có video không? Có video. Ca hát là cái gì? À, có video không? Có chứ. Sau mỗi buổi học sẽ có, đến sáng hôm sau thầy sẽ up video lên. Bởi vì cái hệ thống này nó sẽ build project hơi lâu. Với các bạn code thì các bạn nhớ nhé, giữa toán tử và toán hạng phải cách nhau ra bởi một dấu cách.
nhé, toán tử và toán hạng. Tóm lại, cái thằng đứng trước và thằng đứng sau phải cách nhau ra bởi một số cách. Có một số bạn có thói quen code như thế này. Đấy. Thì code như thế này code đúng nhưng mà không đẹp. Đấy. Vậy thì muốn nó đẹp thì ta có nhiều cách. Cách thứ nhất là code đến đâu ta phải code đẹp đến đấy. Đấy. Cách thứ hai là ta sẽ làm theo kiểu như thế này. Ta sẽ Ctrl A chọn toàn bộ văn bản, ta nháy chuột phải vào nó, chọn Format, User, Style. Đấy. Thì khi đó định dạng, cái này nó chỉ định dạng lại thôi, còn cái này nó vẫn xấu thôi. Tóm lại, ta vẫn dùng cách cho nó đẹp. Nhá. Vậy thì các bạn nào mới học code thì các bạn lưu ý giữa toán tử và toán hạng, dấu phẩy thì đi liền với ký tự đứng trước của nó, cách ký tự đứng sau nó bởi một dấu cách. Đấy. Các câu lệnh chê cùng một mức thì nó giống với nhau cùng một cột. Ví dụ như tính tổng, tính tích, cout, return là các câu lệnh. Vậy khi trình bày chương trình nó được thụt vào đầu dòng bởi một dấu tab trên bàn phím. Dấu tab là gì? Khi thầy ấn enter ấy, trên bàn phím nó có chữ tab này. Đấy, cái phím tab ấy, thầy ấn dấu tab cái nó lui vào. À, anh Minh chờ một tí xong em xem màn hình nhé. Đấy. Thì khi ta ấn dấu tab nó sẽ lui vào. Đấy. Thì các bạn nhớ lui vào cùng các câu lệnh cùng mức thì nó được giống với nhau thành một cột. Cái tính cấu trúc nó thể hiện ở đấy. Sau này các bạn code sang Python thì thấy nó tính cấu trúc nó có còn cao hơn. Đấy, như vậy thì giữa các toán tử và toán hạng. À, Băng hỏi đề bài chưa? Đề bài đâu? Đây là cái ví dụ một thôi mà, chưa có đề bài, tí nữa thầy gửi đề bài nhé. Thầy đang phân tích cái cách trình bày chương trình cho mọi người. Như vậy trên đây là cách trình bày một chương trình đúng để làm. Để chạy chương trình thì ta ấn nút Build and Run để chạy chương trình. À, hoặc là các em ấn phím F9. Khi chạy chương trình thì nó chuyển sang cái màn hình màu đen xì như cục chì này. À, thì nó con trỏ nhấp nháy thể hiện là hãy nhập giá trị A và B. Ví dụ A thì cho bằng 4, B có giá trị bằng 5. Thì nó báo là tổng bằng 9, tích bằng 20. Đấy, và nó báo return 0, tức là chương trình chạy của mình là đúng. Ấn NEK để tiếp tục. Thầy ấn Enter để quay trở lại màn hình soạn thảo. Thầy chạy lại chương trình với bộ số khác. Thầy thử 100 và 20. Thầy thấy tổng bằng 120, tích bằng 2000. Ok. Sau thầy chạy lại số âm 5 và số âm 12. Thầy thấy tổng bằng âm 17, tích bằng dương 60. Đấy, thầy thấy đúng. Như vậy à, chương trình của mình đã đúng rồi. Ta có thể mang chương trình đi chấm. Đấy. À, cái kế tiếp thầy giới thiệu luôn đó là cách làm việc với tệp. Trong đề bài của mình là người ta ghi dữ liệu làm việc vào từ tệp văn bản, do đó ta cần phải nhập dữ liệu từ cái file này. Đấy. Vậy thì cách nhập dữ liệu từ file như thế nào thì ở phần này thầy sẽ hướng dẫn luôn, các bạn cùng quan sát nhé. Để nhập dữ liệu vào văn bản thì ta có câu lệnh như sau. Ta có câu lệnh free có chữ open. Đấy, khi các bạn gõ đúng free open nó sẽ gợi ý lên, các bạn có chữ mở ngoặc. Tên tệp nó sẽ đặt là cần mở. Thì các bạn giữ phím shift và nhấn dấu ngoặc kép. Ta có chữ tên tệp thì được quy định trong đề bài. Đây trong đề bài người ta quy định tên tệp file input ở đây và file output nó ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ ghi là bài 1.inp, đấy, bài 1 lúa. .inp. Đấy. Vậy mở ra để làm gì? Mở ra để đọc, chữ đọc viết tắt là từ read là để đọc là chữ r. Rồi với tham số là std in là vào. Đấy. Tương tự như vậy các em có câu lệnh free open mở ngoặc kép. Ta có bài 1 lúa chấm ao out mở ngoặc kép, mở ra để viết vào ta có chữ v kép thường nhé. Tham số là STDout. Cả nhà cho nó đẹp. Như vậy đây là câu lệnh làm việc với tệp, nó gồm có hai câu lệnh này. Trong mọi bài khác nhau thì nó chỉ khác nhau phần tên. Đấy, ví như bài 2 chấm lúa, bài 3 chấm lúa chẳng hạn. Đấy. Thì trông nó như thế này. Rồi thế các bạn bảo bây giờ thầy ấn nút chạy chương trình thì thầy chạy như thế nào? Thầy ấn nút chạy chương trình này. Lạc quan.
Khi chạy chương trình nó quay về return không mà nó không cho mình nhập giá trị và đưa ra kết quả, vậy thì chứng tỏ mình cần phải làm việc với tệp. Thì ta sẽ làm như sau. Các bạn quan sát nhé. Ở trên thẻ file, các bạn chọn New, chọn Empty File để thêm file trống vào. Hoặc là có cái nút Insert New Empty File đây. Nó bảo là bạn muốn chèn một cái file trắng vào hay không? Tất nhiên là có. File bạn định đặt tên là file gì? Bài một lúa.inp, đây là file dữ liệu vào. Định dạng file là gì? Có một số bạn thì hay để định dạng file nó là C ở chỗ này, đây một số bạn là hay nhầm ở chỗ này. Rất nhiều các bạn định dạng file đặt ở chỗ này là chấm C đây nữa thì nó sẽ bị sai ngay. Lưu ý trong thẻ mục Save as Type, các bạn kéo xuống dưới cùng chọn thẻ All File nhé. Đấy. Thì trong thẻ All File thì bài một lúa.inp ta đặt ở đây. Ta ta nút Save để lưu. Đấy, nút OK. Rồi khi đó cái ta nhận thấy không có gì thay đổi, nhưng mà trên màn hình code của mình đang nằm ở bên này. Bài một lúa.inp main nó nằm ở đây. Thì các bạn giữ phím Ctrl lăn chuột cho nó to lên để nhập dữ liệu. Ví dụ như ở bài này người ta cho AB là số 2 và 2, số 5 và số 5 và số 2, 4, 5 chẳng hạn. Đấy. Ta nút chạy chương trình. Sau khi chạy xong rồi thì ta mở file trong mục Azure thì ta chưa nhìn thấy cái file bài làm đâu. Thì ta sẽ làm một thao tác thêm file kết quả vào project. Ta nháy chuột phải vào project, ta chọn add file, nhớ nhé. Nháy chuột phải vào một project cái màu đỏ đỏ chứ không phải nháy chuột phải ở đây đâu nhé. Nhấn chuột phải vào chữ project cái màu đen đen này, chọn add file. Khi đó nó hiện ra cửa sổ này. Khi hiện ra cửa sổ thì ta cứ lưu được bài một lúa chấm ao, rồi ta ấn nút open. Đấy. Rồi ta ấn nút ok. Đấy. Thì khi đó bên tay trái của mình nó sẽ có cửa sổ này. Đấy. Thì các bạn nháy đúp vào nó thì nó sẽ mở ra đây. Khi các bạn nháy đúp vào nó, nếu nó mà hiện ra một cái tùy chọn nào đó thì các bạn nhớ chọn cái dòng dưới cùng, đó là mở ở trong trình duyệt code block nhé. Cái tùy chọn thứ ba thì ta sẽ nhìn thấy file kết quả của mình ở đây. Đấy. Đây là file in, đây là file out. Thầy chạy dữ liệu với bộ số khác như số 4 và số 5. Thầy để nguyên ở chỗ này, thầy nút chạy chứ không phải quay trở lại code nhé. Đấy. Sau đó thầy mở file out ra để thấy file kết quả. Thầy lại chạy với bộ test khác, âm 4 và dương 12. Đấy. Sau đó nó rửa file out ra, nó hiện ra cửa sổ ghi đề hay không mình chọn nhiết thì ta gặp hai kết quả và ta thấy rằng à, với các bộ số này nó đã đưa ra được kết quả đúng, vậy thì là chương trình của mình đã ok. Và bây giờ để nộp bài lên hệ thống thì ta quay trở lại một chút nhé. Ở cái đề bài này người ta yêu cầu là tính tổng sản lượng thì người ta yêu cầu tính tổng thôi, vậy thì thầy sửa lại code ở đây, thầy bỏ cái biến tích đi. Để bỏ được một dòng code nào đó ta thêm hai dấu gạch chéo phía trước nó nhé, hai dấu gạch chéo phía trước nó là sẽ được. Hai dấu gạch chéo này đồng nghĩa với việc là ẩn dòng lệnh nó đi, khi biên dịch chương trình thì nó sẽ bỏ qua các đoạn lệnh bị ẩn. Rồi ta thử chạy thử chương trình xem. Lạc quan. Đấy, ta nhập file in và file out, ta thu 8. Ta chạy lại test đề bài. 5, 2, 4, 5. Chạy chương trình. Ta thu được là 250, ta mở file out ra. Đúng, 5, 2, 4, 5 sao ra 980 nhỉ? À, quên, bài này là bài tính tích, xin lỗi bà con. Tổng sản là bài tính tích, tổng sản lượng nó sẽ là bằng số thửa ruộng nhân với sản lượng. Đấy. Này, nó ra 1225. Hình như test đề bài của thầy bị sai đúng không? Sao ra 980 được, hai số này nhân với nhau ra 980. Test vớ vẩn quá. Chẳng qua thầy thử các bạn thôi. Rồi trên đây là cái đoạn code và cái cách trình bày một cái chương trình. Thầy cắt màn hình lại. Rồi, cảm ơn bạn Trung đã gửi cái đường link nha để có thể compiler chạy trên điện thoại.
Một ứng dụng rất hay. Nói thế cũng phải lưu nó lại chứ không mà hôm nay trôi mất đâu nhỉ. Vừa đấy bạn chờ thêm một giây để phải đánh dấu nó lại. Ép kênh với. Rồi, như vậy là trên đây thầy đã chia sẻ cái ở trong nhóm Zalo thầy vừa gửi ảnh code của cái bài đầu tiên thì đó là cái cách trình bày. Trước khi các bạn làm ở phần kế tiếp thì thầy sẽ gửi cái danh sách bài tập các bài tập để cho các bạn có kiến thức sẵn thì các em code trước nhé. Và chờ một giây để thầy gửi bài tập. Rồi các bạn khác bắt đầu cài Google Lớp, các bạn nào có câu hỏi nào thì cần hỏi thì các bạn comment hỏi luôn nhé. Khi nãy hình như có con Minh vừa hỏi về chưa biên soạn được thì em xem màn hình luôn nhé. À rồi em cái mũi tên bên trái cạnh chữ file em bấm nút sang bên tay trái ở phía dưới ấy, cái thẻ management đấy phía dưới cái thẻ màu xanh xanh đấy có nút bên trái có nút đẩy sang bên tay trái ấy. Cạnh chữ file ấy. Nữa đi cứ ẩn ẩn sang bên trái đâu rồi à, em đẩy sang bên trái bên trên mà em chọn resource này. À, em kéo cái cửa sổ đó nó to ra kéo kéo cái cạnh nó cho à, không, kéo cái ô đó cho nó to to ra một tí nhìn cho nó thoải mái rồi đấy em kéo sang bên trái đi đây, cạnh nút symbol ấy bên nút symbol nó có cái nút bên tay trái thì em ấy. Đó chọn thẻ project đấy em chọn for gen suộc gì đấy em nhấy vào đấy. Ừ, hình như khi nãy em tạo project sai rồi, em vào file em chọn close project đi. Em chọn nhầm cái chọn close project ở phía dưới. Rồi em chọn create a new project nè, chọn console application, nó là cái console application đúng rồi. Rồi next part nữa. Rồi cửa sổ này em đặt tên là em tạo một thứ mục rồi về em tạo đặt tên là bài một lúa. Rồi phía dưới cái khoan á à, cái hiện tại bài làm của em đang lưu ở trong ổ C à kể ra thì cũng hơi tệ thật à, em ấn dấu ba chấm để em duyệt nó sang ổ D đi chứ nhỡ cài lại win ngày nó mất toi bài làm của mình thì chết. Khi ấn vào dấu ba chấm thì em tạo ra một cái thư mục ở trong ổ D sau đó em để là cái nơi chứa các bài làm của mình vào nhé. Sau đó em chọn cái thư mục đấy sau đó em lại chọn sang user thì lại bằng nhau rồi cứ đây đi finish đi rồi bên tay trái trong thẻ suộc đấy à, trong thẻ project đúng rồi vừa rồi em tất cả trong project đấy em nháy vào chữ suộc phía dưới nháy đúp vào đấy ấn hoặc là ấn vào dấu cộng để cho nó mở ra không em close. Em ấn vào dấu cộng rồi nó rồi nháy đúp vào chữ main ấy. Rồi đấy đây chính là giao diện làm bài nhé giữ phím control và lăn chuột cho code nó to lên để nhìn cho nó đẹp ở sau cái cửa sổ kia em lại close mất rồi ừ, thật là nguy hiểm muốn hiện lên thì em vào trong thẻ view nhé nó có mấy dấu check ấy rồi ok cứ thế là code thôi. Như cô Kiều Anh như vừa
À, Trung vừa nói vào cái trình biên dịch của em, xin lại địa chỉ, à địa chỉ mà em combiner để điều chỉnh bộ dịch á. Cái này Cái địa chỉ và trình biên dịch cái này. đây cho compiler đây, chờ này một giây, trình biên dịch cái tool trên đây đúng không, quay thẻ này không nhỉ, xem em điều chỉnh thẻ tool trên hay thẻ nào đây. Là bằng cái địa chỉ đấy thầy. Em bị lỗi mà nên không có địa chỉ. Em chỉnh qua cái bên bảng khác nhưng mà nó bị lỗi. Chung xem màn hình đi, em chạy vào code block xem màn hình cho thầy trò mình nhìn cho nó dễ, chứ chắc thầy phải mua con màn hình to chứ thầy dùng màn laptop bé quá. Mình lỗi cái trình biên dịch à? Bây giờ Đấy. em vào trong mục xuất, em mở cái file main.cpp ra bên tay trái của mình. Đợi em một xíu cho nó lát loát. Đây là rồi compiler, em vào trong một thẻ tool chain, Được chứ? trong tên tool chain lát thế nhỉ, Ngọt lắm thế ạ. bên thầy thầy nó đen gì thôi, thầy đi ra công nước. Quên mất thầy có chai C2, mời các em uống C2 nhé. À quên mời băng nữa nhé. Ta có một cô con gái, có bạn nữ nào nữa không nhỉ? Nhưng qua băng không về chuyên học. Bắt cóc băng về chuyên mới được. Không thể để như thế này được. Buồn ghê. Thầy buồn một, cô Nhung, cô Duyên là buồn 10. Cái C2 này uống điện thích ghê. Nói chung em gỡ cái bản code block đấy đi, em cài em tải luôn bản 17.12 thì gửi trong nhóm cũng được cho nhanh. Các bạn chờ Em thầy đi. đang cài cái bản là 20.03. Cái bản đấy để tí nữa ngồi tìm cái bản nào nó có bộ trình biên dịch ấy, còn nếu không cứ lấy tạm bản 17 kia dùng tạm trước nhé, cho buổi tối nay chứ Vâng 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 không thể cho mình Được cài rồi đây. cài tiến tiến lùi lùi nó hết mất buổi tối thì toi. Ra này ổn ổn rồi. Đấy ra bài em vẫn làm được. Rồi ok, quên nhé, thầy xem file này nó ra 1225 bạn, chờ thầy một tí. Thì ta mất cái buổi đầu ta dạo quanh một vòng để cho các bạn làm quen, còn đến buổi sau thì bạn nào cưỡi ngựa loại nào thì các bạn ấy cứ thế là chạy thôi, xong rồi trong quá trình chạy có gì mà cần chỉnh sửa vấp ngã thì sẽ hỗ trợ, thì nó sẽ các bạn sẽ tăng tốc được nhanh hơn. Nhưng thực sự thì trong cái quá trình dạy ngôn ngữ lập trình ý, thì thầy nhận thấy có một cái khó khăn đó là có một số bạn có cái thói quen lập trình sẵn rồi, nên dù được ví dụ như cái thói quen trình bày chương trình chẳng hạn, cái thói quen nó cực kỳ khó uốn nắn, mà rõ ràng sau này ra doanh nghiệp thì cái cách trình bày chương trình trong 100 doanh nghiệp thì code của 100 doanh nghiệp là giống nhau. Đấy. Của khi mà đi code các lập trình viên ấy, cách trình bày chương trình nó gọi ta tạm gọi là chuyên nghiệp, từ những cái cách trình bày chỉ đơn giản là các toán tử và toán hạng cách nhau bởi một dấu cách, câu lệnh nào cùng mức thì giống với nhau thành một cột, câu lệnh nào là con của câu lệnh khác được lui vào bên trong bởi một dấu tab. Đấy.
những cái những cái như thế thôi, nhưng mà khi nhìn vào một cái chương trình khoảng tầm 100 dòng ấy thì ta thấy rằng à có sự khác biệt giữa các cái lập trình viên, các lập trình viên chuyên nghiệp người ta code 100 bài như một, và mục tiêu của các bạn là phải làm được như thế. Nên khi làm thì thấy rất thích là có những bạn mở code ra nhìn sướng, code nó đẹp hơn cả code mẫu, cảm giác cực ngầu, kiểu giống như các bạn đi thi tuyển dụng vào một cái công ty và một vị trí việc làm lập trình viên ấy, mình code nó đẹp hơn cả cái ông tuyển dụng của mình, đảm bảo bao ngầu luôn. Hiện nay thì cái ngành IT về IT chất lượng cao của mình thì nó chính là chuyên về lập trình viên, thì nó là một trong những cái ngành có mức lương khởi nghiệp ấn tượng. Bắt đầu từ sinh viên năm thứ hai các bạn đi làm bây giờ khoảng tầm 18 19 triệu một tháng. Làm IT từ sinh viên năm thứ hai trở đi. Năm thứ nhất thì các bạn vẫn phải học nhé. Đến năm thứ hai thì giới thiệu các bạn vào các cái công ty do các cái anh chị khóa trước là học. À, các anh chị đang đi làm rồi. Các bạn anh chị lên leader hoặc là lên các cái vị trí cao hơn rồi. Thì cho giới thiệu các bạn vào đấy đi làm ở mức lương rất hợp lý. Về cơ bản là các em chỉ cần đi học sang sang năm thứ hai là các em có thể tự nuôi bản thân mình được. Với các bạn nữ thì thường là tiết kiệm hơn thì có thể gửi thêm kinh phí về nhà cho bố mẹ được. Còn các bạn nam thì có thể tiết kiệm tiền để mua xe phân khối lớn để đi. Rồi, các bạn đã nhận được cái file thầy gửi trong nhóm Zalo chưa nhỉ? Đó là file bài tập nhé. Các bạn bắt đầu làm. Quang bảo chuyển từ bắt can sang si cộng cộng cảm thấy khó. Tất nhiên rồi. Em cứ căn cứ vào cái ví dụ thầy đã gửi ở trong màn trong nhóm Zalo. Thầy vừa gửi vào trong Zalo cái file là day1.cpp, ở trong này nó có 10 bài 10 bài tập để nhập môn của các bạn. Thì các cái bài tập này thì từ có bài 1, bài 2, 3, 4 cho tới bài 10. Đấy. Khi làm thì các bạn nhớ lưu ý quy cách viết kết quả ra. Còn với Quang vừa bảo là em chuyển ngôn ngữ thì đang gặp khó khăn. Thì cũng ai cũng thế đó, khi chuyển ngôn ngữ thì ta thấy rằng nếu như ở trong Pascal thì câu lệnh này là câu lệnh user map thư viện toán học chẳng hạn, thì ở trong nó là thăng include là khai báo thư viện, thì đây là cấu trúc chung của một chương trình như thế này. Để nhập các giá trị thì ta sử dụng câu lệnh cinab. Đấy. Ví dụ như ở bài số 2 người ta yêu cầu cho a và b và c, thì khi đó mình sẽ thì khi viết chương trình mình của mình sẽ phải là cin a b c. Đấy, tương tự như vậy. Rồi bây giờ thì các bạn tải file đề bài về bắt đầu code từ bài số 1 nhé. Trong khoảng thời gian các bạn đang code để thầy nạp cái hệ thống chấm tự động để có thể nộp bài của mình. Bạn nào chưa có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống chấm thì các bạn comment họ và tên để thầy tạo tài khoản mới nhé. Bạn nào có cần phải hỗ trợ gì thì chia sẻ thì các em nên chia sẻ. Quang đi Sapa thì không phải mua quà cho thầy và các bạn đâu nhé. Em cứ bình tĩnh.
Đa quá. Đúng là mùa hè có khác. Máy tính chạy lag thì bao nhiêu? Rồi thầy đây, khi các bạn nộp bài thì trên hệ thống chấm trên máy của thầy nó sẽ có báo chấm này luôn. Nên trong quá trình dạy thì sẽ có những bạn học sinh rất chăm chỉ, cực kỳ tích cực. Có những bạn thì làm nộp bài toàn những cái giờ mà thầy đi ngủ, có khi 2 giờ sáng thì thấy máy thầy nó nhận tín hiệu là có bài nộp và bài máy nó bắt đầu chấm. Đây, ví dụ như đây. Và khi các bạn chấm thì lưu ý là cái việc chấm làm quen những cái bài đầu tiên thì điểm có thể chưa cao. Nhưng về sau chỗ bài 1 hình như là bị sai tên băng nhé. Sao lại báo bài 1 khác đáp án nhỉ? Bài bài của mình tên là bài 1 lúa chứ. Thầy nãy là em thấy cái bài mà thầy làm ví dụ ấy, em làm em nộp luôn. À thế à. Thế là băng đã bị lừa, thầy lừa rồi. Cảm ơn băng đã donate cho thầy 0,1 điểm nhé. Mỗi lần các bạn nộp bài mà bị sai thì tài khoản của thầy nó điểm chấm nó sẽ tăng lên 0,1 điểm. Của tất nhiên là các bạn sẽ bị trừ đi 0,1 điểm trong một lần nộp. Cái bài một lúa của băng nó ở chỗ nào nhỉ? Đây nó báo 10 điểm đấy nhưng mà nó tận đâu 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 đâu. Cái bài 1 đây, bài 1 lúa đấy của băng đây, chấm nó báo phụ điểm rồi. Ok rồi, về các bạn khác thì ta cũng sẽ bắt đầu thầy gọi lần lượt chia sẻ màn hình nhé, bắt đầu theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Xin mời Trung trước nào, share màn hình nhé, để thầy stop share với. Vì cái thời điểm này là thời điểm mùa hè nên thầy trò mình cũng có thể học thoải mái. Thầy đang nói là ta học từ 7 rưỡi cho đến 9 rưỡi thôi, nhưng mà cũng không nhất thiết mình phải kết thúc sớm, thầy trò mình còn nhiều thời gian mà. Thế 4245 nó ra là mấy nhỉ? 980 à? Đây, Không. nó ra 980 là đúng rồi đấy. Thầy khi nãy thầy sửa test thế là nó sai luôn. Thầy chán thầy quá. Nhưng mà Các bạn có thấy chán thầy không? 980 à? Thế mà khi nãy nó đúng rồi, thế mà thầy đi thầy sửa. Tên bài của nó là bài một lúa đấy. Đấy. Cái file thầy cho mình đang dùng là C cộng cộng. Cô nhanh thế. Em xem lại cái phần vào trang hệ hệ thống chấm bài trực tuyến của mình, xong đó vào cái thẻ đầu tiên của mình thì nó sẽ có kết quả nộp bài đấy. 10 trên 10 à, 10 điểm ạ. À, là 10 điểm, nó đánh dấu tích như thế là ok. Quay trở Vâng. lại code vừa rồi, rồi bên làm tiếp các bài kế tiếp nhá. Lưu ý là cái rồi cứ thế là làm thôi, cứ tăng tốc thôi.
Rồi Trung đã ok, xin mời Hiếu nào. Mời Hiếu chia sẻ màn hình của mình. Các bạn, các em gặp khó khăn ở đâu thì ta chia sẻ nó luôn ở đây nhé. Thì mục tiêu của thầy trò mình học là để lấy kiến thức học để thi học để bắt đầu bởi ngôn ngữ lập trình mới. Nên sẽ gặp khó khăn ngay từ cái bài đầu tiên. Ta làm quen dần với nó. Rồi đầu tiên mời Hiếu chia sẻ màn hình nào. Ở trong nhóm mình như hôm nay có mỗi Quang là đang Hiếu xem lại đi em. Hôm nay là có mỗi Quang dùng điện thoại nhưng mà không sao, Quang đi Sapa chắc lại mua quà tặng cả lớp mình rồi, ngại quá. Nhìn vào trong màn hình xe lại thấy thầy. À Tuấn Anh cũng dùng điện thoại à? Ừ, mai em ra FPT Shop mua ngay cái MacBook M2 để dùng nhé. Thầy ơi, Sao? bài 2S là A bình cộng B bình cộng C bình. A bình sẽ là 1, B bình sẽ bằng 4 và C bình sẽ bằng 9. Nhân với cả A cộng B cộng C thì nó ra 59, thế tại sao A lại ra 84 ạ? A cộng B cộng C bằng 6 nữa. 9, 6 nữa. À quên. A bình cộng B bình, 1 bình cộng 1 cộng Cộng 4 4 cộng 9 ạ? là bằng Là 14. 14 mà nhân 16 ạ? 14 nhân 6 bằng bao nhiêu nhỉ? 59 ạ. Nào đập cho em một phát bây giờ, em nhân kiểu gì mà nó ra À 59 quên, đấy. em cũng nhầm, Thầy buồn chung quá. em bấm nhầm. Hiếu em chia sẻ màn code block của em đi. Với này, Hiếu nhớ em sử dụng thằng Zoom ấy thì nó sẽ đỡ lag hơn. Em chạy code block đi, thế thế em xem mỗi cái màn hình trình duyệt này có nhìn thấy code block không? Khi Luna chia sẻ màn hình thì mình chọn tên nó là không biết của thầy giao diện tiếng Anh thì khi chia sẻ nó chọn màn hình nhé, chữ screen ấy. Rồi Hiếu chia sẻ lại nào. Các bạn khác thì các em cứ tăng tốc làm bài nhé, server thầy để sẵn đây. Chú Quang cũng có thể code được trên điện thoại nhé, hệ thống chấm của thầy chạy được hết. Rồi em vào thẻ view nào Hiếu, em vào thẻ view. Sao lát thế nhỉ? Rồi em đánh vào My Manager đấy, check vào đấy. Em lại phát hết các công cụ rồi. Cứ đánh dấu tích vào hết cái bọn đấy đi. Mạnh dạn lên. Rồi, em vào view tiếp đi. Em đánh dấu vài cái dòng đấy. Vẫn ở trong thẻ view ấy. Đấy, cái chọn file lock này, đấy, đánh dấu tiếp vào đấy. Rồi ok, em vào view, chọn toolbar. Toolbar cái dòng thứ hai trên xuống ấy. Đấy, xong em chọn cái dòng đầu tiên, chọn là chọn dòng thứ hai đi, optimizer từ bạn được. Nó đâu hết rồi nhỉ? Khoan nhé, để thầy xem thầy code trên code block của thầy nó đang chọn cái gì nhỉ? Ui, em đánh dấu tích hết tất cả những cái thằng ở trong kia. Em vào toolbar đi, em vào toolbar em lên tích hết tất cả cả em vào view này, vào toolbar này đấy, có mấy cái borrow chắc cả cái dòng này, cái phía dưới đấy, tất cả cái đó em đánh dấu tích hết nhé, tích lần lượt từng cái một. Rồi tiếp tục đi. Có mấy cái công cụ cần dùng này, bỏ mất thì lấy gì mà dùng. Thấy bắt đầu thấy đủ đủ đấy, cứ tiếp tục đi. Hệ thống chấm vẫn đang phục vụ các em nhé, các bạn nào code được các em cứ mạnh dạn làm bài.
À chết. Thầy quên chưa xóa bảng ranh. Các bạn để thầy Để đấy cũng được ạ. thôi để thầy reset lại cái bảng ranh cho nó kiểm đếm cho nó dễ, đến lúc mà thầy thu bài của các bạn nó dễ hơn chứ. Thì nếu băng với chung nộp lại hai bài kia nhé, để đã lỡ xóa tay, lỡ tay xóa mất rồi. À, rồi chỗ lấy được rồi đấy, chỗ Hiếu được rồi, bên em vào file chọn close project cho thầy, vào thẻ file chọn close project. Vừa rồi thì rồi close project rồi, em create a new project nhé. Create a new project ở giữa màn hình nhé. Cái nút bên tay trái ấy. Cái nút có dấu cộng ấy. Không, ở giữa màn hình mà, cái biểu tượng folder ấy. À, băng ấy cứ nộp mạnh dạn đi em. À, server thầy đã bật rồi. À, nó vẫn chạy mà. Hiếu vào file chọn new chọn project nhé. Rồi em chọn console, có một cái bên trên, không phải cái đấy. Đấy, console application nhớ nhá. Rồi, go. Rồi, C cộng cộng. Rồi, đây là tên bài một, tên đó là bài một lúa. Thì em ghi luôn là bài một lúa. Lưu ý không có dấu cách nhá, rồi nút next luôn. Chọn nhiên. Cứ mạnh dạn đi, tí nữa là lấy tiếp, à, finish luôn. Nhiên luôn. Rồi bên tay trái của mình giữa chữ bài một lúa chấm suộc ấy thì các em nháy vào đấy, có file main.inp .cpp, nháy đúp vào đấy. Đấy, nháy đúp vào đấy để nó mở cái file này ra. Rồi bây giờ em code bài làm bắt đầu từ đây nhé. Ở cái bài đầu tiên theo cái file đề bài thầy đã gửi ở trong nhóm Zalo, bài đầu tiên là bài một lúa, bài tính sản lượng, cái đó giữ nguyên không xóa, chỉ sửa trên cái nền này thôi chứ đừng xóa mất công gõ lại nhé, mình phải tận dụng nhé. Rồi em bắt đầu làm bài đi, em tham khảo cái ảnh thầy gửi ở trong nhóm Zalo nhé, hãy cố gắng dùng Zalo PC hoặc Zalo web trên máy để cập nhật kịp thời. Chỉ mất buổi đầu thì hơi bỡ ngỡ thôi, buổi sau các bạn sẽ được. Cảm ơn Hiếu. Rồi, xin mời anh Minh nào. Rồi, xin mời anh Mỹ xem màn hình nha. À, em cứ xem màn hình đi, thầy sẽ hướng dẫn từ A đến Z. Ừ. Đấy, em nháy chuột vào cái dấu màu đỏ ấy, cái chấm tròn màu đỏ ấy, em ấn vào đấy là nó sẽ tự mất đi. Rồi em vào thẻ view nào. Khi làm thì mình nên chọn toolbar, à chọn cái manager đấy, cái thằng CPL2 đấy. Đấy, luôn để cái thẻ này ở đấy nhá. Được rồi, bây giờ em bắt đầu code chữ in int main, em xuống dòng em mở ngoặc nhọn đi. Rồi xóa đi cái dấu ngoặc nhọn dưới ấy. Cái mà đừng đấy, xóa thằng đấy đi. Rồi bắt đầu đề bài, người ta sang cái bài đầu tiên là người ta cho sản lượng và số thửa ruộng nhỉ, thì người ta hỏi rằng là tổng, à hỏi là tổng sản lượng là bao nhiêu, thì mình đó chính là tổng sản lượng sẽ bằng là số lượng lúa nhân với số thửa ruộng.
Tóm lại là đề bài là cho số nguyên dương A và B tính tích của A và B. Rồi, bây em khai báo biến A và B. Để khai báo biến thì ta sẽ chữ indeterminate để em cho nó tụt xuống. À không, đây đặt trỏ chuột đường trước trước nó ấy. Ở enter cho nó tụt xuống thôi. Ở phía trước nó mà. Đấy, xong lên trên đấy. Rồi em khai báo biến A kiểu nguyên. Theo hướng dẫn thì để khai báo một biến, đây thầy chụp lại cái này. Rồi mà tương tự như vậy mình theo dõi cái cách trình bày cho mình cái em vừa khai báo INTAB đó là khai báo biến A và biến B kiểu nguyên. Rồi tiếp tục làm nhé. Rồi, xin mời Quang đang dùng điện thoại là Mai Thiên hay Thiện nhỉ? Hình như Thiên ấy nhỉ? Xin mời Thiên chia sẻ màn hình em. Rồi em phóng to cửa sổ lên cho nó ngầu. Rồi em nháy vào thẻ xuống đi. Để mở code mở cái file main CPP ra. Rồi vậy thì em vào file chọn Cloud Project đi. Ta tạo lại project. Rồi em tạo project mới. Chọn console application. Máy của Thiên có vẻ rất ngon, dùng Windows 11. Trông nó mượt. Rồi đặt chỗ này nhá, em để ý em chỗ project em đặt tên theo đúng đề bài, nó là bài một lúa đúng không? Em ghi chữ bài một lúa. Rồi chứ trong mục thẻ folder project em ấn dấu ba chấm giúp thầy. Có cái dấu ba chấm để duyệt đến cái thư mục chứa bài làm. Rồi em kéo xuống dưới đi, em vào trong ổ D. Vào zpc đi, zpc của mình. Đấy, vào ổ D. Để bài làm thì nên đấy, sau đó em chọn new new folder phía dưới mình có cái nút make new folder kìa. Bên bên trái phía dưới. Xuống dưới đi. Bên trái. Đấy, rồi. Em ghi chữ học sinh giỏi cho nó ngầu. Hoặc là tóm lại đặt tên thư mục gì đó cũng được, không dấu tiếng Việt, không chứa dấu cách. Đặt tên là gì đó đi, đặt tên là Mai Thiên luôn cho nó ngầu. Rồi, đặt tên là dữ liệu, ok. Rồi click chuột lại vào đây đó. Khoan đã, em bách khoan từ từ ấn lại dấu ba chấm chọn lại thư mục đi. Vào ổ D chọn lại nó. Thấy bạn bạn Mai Huy có hỏi nộp bài ở đâu, rồi em phanh đây nhé. Nộp bài ở trên server có cái trang là ilp.hoctổ.org nhé. Bộ trình ấy của em chưa có trình biên dịch. Khoan đã nhé, em vào cho thầy cái, em cứ mở file suộc này ra đi, vào suộc mở file main cpp, rồi em vào cho thầy về thẻ setting nhỉ, ở bên trên ấy, cạnh chữ help ấy. Bên tay phải bên trên có 12 giờ ấy. Chỗ kim số 12 ấy. Chỗ setting đã nhìn thấy chưa? Lát thế nhỉ? Em vào setting nhé. Ở bên trên ấy. Góc 12 giờ mà.
Kim đồng hồ nó chỉ 12 giờ lúc nào. Đấy, sang bên phải thì có chữ setting đấy. Rồi chọn compiler dòng thứ ba. Chờ đó tí. Rồi em vào thẻ tool chain. Đấy, tool chain đấy đấy đấy, cái thẻ thứ tư. Đấy, tool chain. Rồi em ấn vào nút chữ auto detect. Rồi ấn ok. Chỗ này chung tí nữa cũng làm tương tự nhá. Rồi ấn ok. Rồi ấn nút ok phía dưới là được. Rồi bây giờ em ấn nút Builder and Run cái hình bánh răng và dấu play để xem nó có chạy được không. Cho nó chạy tí để nó biên, chờ nó biên dịch nhá. Lag quá. Đấy, nó chạy Hello World như thế này là ngon rồi nhé. Nhưng máy của em khá rất xịn đấy. Máy này đúng rồi. Rồi ấn Enter quay trở lại. Bắt đầu làm bài nhé. Đấy, bắt đầu em khai báo thư viện tổng hợp trước đi. Thư viện tổng hợp ta có thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Các bạn khác tiếp tục làm bài nhé. Còn chỗ này thầy cốt lại để cho thầy thấy chung vừa đồ bài này. Rồi thầy làm lại chỗ vừa rồi nhé, để cho các bạn mới học lập trình chưa lại. Khi chạy code block ta vào file, chọn new, chọn project, hoặc là ở giữa màn hình có nút console, create a new project. Sau đó ta chọn thẻ console application, ấn nút go, ấn nút next, chọn ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Tên bài làm ví thầy ghi bài một lúa. Cái thư mục chứa bài làm thì thầy sẽ tạo ra một thư mục ở trong ổ D để chứa bài làm, chỉ cần tạo một lần, ấn nút next. Rồi vì bài làm trước khi nãy thầy vừa làm nên nó bảo có override hay không. Khi đó bên tay Ơi trái ơi, sao sao không điểm mà nó vẫn tích về đấy? Em à, nộp mấy lần mà em test ở ngoài thì nó ra đáp án đúng, nhưng mà nộp thì nó lại 0.0 nhưng mà lại là tích về. khi đây, nhá, khi khi chấm xong ấy thì mình chả đứa nào spam máy của thầy ăn đấy, thầy Nguyên đang khi đó em click chuột vào cái file trên đấy, thầy một tí, một giây, cái trình duyệt của thầy đâu nhỉ. Khi mình làm xong ấy thì sau khi mình đăng nhập vào, mình ấn ở trên bảng ranh của mình hoặc là bên lịch sử chấm của mình ấy, ở phía dưới này ví dụ chung nó có cái bài này, nó báo là bị trừ 0,2 điểm, tức là nộp hai lần bị sai chẳng hạn, thì em click chuột vào nó báo là kết quả khác đáp án. Rồi bây giờ ta sẽ xem lại code của em bài này nhé. Bài này tên là bài bài 2 BT2. Chung bài 2 BT2 đây. Ta mở code ra. Bài làm là ta sau khi nhập ABC em tính được thằng S, em tính được thằng P. Sau đó em đưa thằng S ra. Sau đó sao chỗ này nó có câu lệnh này à? Dạ, có lệnh nào thầy? Sao chỗ này nó có thiếu gì không nhỉ? Các bạn chờ thầy tí nhé. Thầy xem này, nó có cách cái khúc ở giữa ấy, em cách ra.
Chỗ này thầy góp ý chung này, khi thằng A123 này nó nằm trên cùng một hàng thì khi đó mình sẽ sử dụng một câu lệnh say in nhé. Khi viết kết quả nó xuống hàng như vậy, theo thầy góp ý cái chỗ của em chỉ cần sửa lại chỗ này, cái chỗ power thằng A mua 2 nhân B cộng B cộng B mua 2 chữ C, khi chạy nó đúng nó đưa ra được kết quả set precision, viết nó trên cùng một hàng xuống dòng, sau đó viết dấu cách này lại xuống dòng. Nhưng rõ ràng cái file file đề bài của mình, file out của mình là nó chỉ xuống dòng thôi. Do đó chỗ này chỉ cần bị sai định dạng kết quả. Vậy sai định dạng kết quả thì chỗ này theo thầy nghĩ chỉ cần align chỗ này là được. Vậy nó không cần xuống dòng ở đây. Đây, không, nó chỉ cần có thằng align này là được. Với lại khi code thì em cũng có một cái khá nguy hiểm ở chỗ này. Đó là em thiếu cái câu lệnh return không như cái nãy thầy báo. Thường thường thì em code em không biết return không nhỉ? À, ừ. Thông thường là về cơ bản là sẽ không có return không, nhưng mà khi đi thi học sinh giỏi chắc chắn phải dùng nó, nếu không có bài đó chắc chắn sẽ không điểm. Đấy. Lý do rất đơn giản, bởi vì cái thằng int main nó là một hàm, mà một hàm thì nó sẽ phải trả về giá trị, mà đã về giá trị thì cuối cùng của nó sẽ là cái câu lệnh return không nhé. Đấy, thì với cái câu lệnh say này thầy góp ý là em có thể sửa nó là say CIB trên cùng một dòng nhé, như này cho nó ngầu, ok nhé. Đó, sau đó em làm lần là lại, cái của em nó ra không, cũng có khả năng thằng return không của mình thiếu nên các bài nó bị không điểm. Thầy tiếp tục hướng dẫn các bạn khác đang rồi ta quay trở lại. Ta có thư viện bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Ta quay trở lại cái đề bài đầu tiên thầy gửi gửi tới các em, bài sản lượng. Thì về đầu tiên ta phải xác định được thuật toán để làm bài toán này. Đề bài người ta rằng ta có A thửa ruộng mà mỗi thửa ruộng có sản lượng là B kg thóc. Người ta hỏi tổng sản lượng là bao nhiêu? Ví dụ như nhà thầy có 5 thửa ruộng. Vụ này thầy gặt ra mỗi thửa ruộng là 2 tạ lúa. Hỏi rằng nhà thầy thu được bao nhiêu lúa? Bao nhiêu kg lúa? Thì rõ ràng thì nếu mà ta gọi A là số thửa ruộng, B là số kg lúa trên một thửa ruộng thì số tổng sản lượng của mình là A nhân B đúng không? A nhân B kg. Vậy thì ở cái bài toán này thì ta sẽ phải thực hiện khai báo một biến A, một biến B. Dữ liệu bài vào là số nguyên AB kiểu là lên tới 10 mũ 9. Do đó AB ta khai báo kiểu là INT. Kết quả ghi ra, vậy thì để ghi ra cái file bài 1.out là tổng sản lượng đã thu được. Vậy thì bài toán này thì ta sẽ chia thành các bước như sau. Bước 1 thì ta sẽ thực hiện nhập giá trị A và B. Đến bước thứ hai, các em thực hiện là tính tổng sản lượng, thầy gọi nó là biến S, sẽ bằng A nhân B. Đấy. Đến bước thứ ba, thầy sẽ thực hiện là đưa thằng S ra. Đấy. Vậy đây đó là mô hình thuật toán để làm bài toán này. Vậy câu lệnh nhập nhập là gì? Nhập ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng để thực hiện nhập thì ta có câu lệnh là cin ab. Đấy, để nhập AB, cin và hai dấu lớn hơn nhé. Đây là nhập A này, đây là nhập B này. Thì cin AB có nói như này. Để tính S thì ta tính bình thường, để đưa S ra thì ta có câu lệnh cout và hai dấu bé hơn. Nó ngược trở lại là thằng S ra. Đấy. Vậy thì ta có câu lệnh cin là để nhập và cout là câu lệnh là để viết. Rồi bây ta quay trở lại chương trình chính của mình. Bài này thì ta cần khai báo các biến để dùng trong chương trình. Trong chương trình, các biến dùng để lưu trữ các giá trị. Muốn lưu trữ giá trị gì thì ta khai báo biến giá trị đấy. Các kiểu dữ liệu phổ biến là ta có kiểu INT, biến A và biến B. Bởi vì ở đây ta có câu lệnh INTAB, bởi lẽ ở trong chương trình người ta có câu dữ liệu vào nhập số nguyên AB.
thì khi đó ở chương trình của mình sẽ có câu lệnh là khai báo biến A và biến B. Sau đó đề bài người ta yêu cầu là tính tổng sản lượng, thì cái biến đó là do mình tự đặt. Ví dụ như ở bài này thầy gọi sản lượng là S thì thầy khai báo nó là biến S. Đó. Câu lệnh CL này thì ta xóa nó đi, cái phần cấu trúc của file ta giữ nguyên. Đề bài ta có câu lệnh nhập A và B thì ta có câu lệnh là nhập AB. Tính tổng sản lượng là cái công thức mình vừa tìm ra được là sẽ bằng A nhân B. Kết quả thi thu ra là S. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ có câu lệnh pre open. Mở ngoặc. Ta có làm việc với tệp thì ta có bài của ta là bài bài 1 lúa.inp phải mở ngoặc kép chữ R để đọc STDIN. Tương tự như vậy ta có free open bài 1 lúa.out mở ra để viết, ta có chữ V kép STDIN. Đấy. Bây giờ ta ấn nút chạy chương trình. Nút build and run để chạy chương trình. Rồi, khi chạy chương trình nó hiện ra màn hình nó không ra kết quả gì vì do cái file dữ liệu bài 1 chấm lúa. Có bạn hỏi bài 1 lúa.inp, bài 1 lúa chấm ao nó được đặt theo căn cứ nào? Thì trong đề bài thì nó sẽ luôn có cái căn cứ là dữ liệu đề bài, dữ liệu vào và dữ liệu ra nhé, dữ liệu vào và dữ liệu ra. Đấy. Vậy thì ta có đây là dữ liệu vào, đây là dữ liệu ra, thì ta có hai câu lệnh free open này. Với các bài toán khác nhau thì câu lệnh này nó chỉ khác nhau ở có mỗi tên file này. Rồi bây giờ ta thêm file bằng cách sau đây, các bạn cùng quan sát nhé. Ta vào file, chọn new, chọn empty file, chọn yes. Cửa sổ hiện ra trong mục file name ta ghi bài 1 lúa.inp. Ở trong thẻ này thì ta cho kéo xuống chọn all file. Ta nút save. Yes. Ta giữ control lăn chuột nó lên. Test đề bài người ta cho số 4 và số 25 trên cùng một dòng. Số 4 và số 245 trên cùng một dòng. Ta ấn nút lưu lại. Sau đó ta ấn nút Build and Run để chạy chương trình. Khi chạy chương trình nó return 0 là chương trình chạy đúng, không có lỗi. Ta ấn Enter. Khi đó ta mở thẻ AR ra, ta chưa nhìn thấy cái file out của mình. Ta bằng vậy muốn mở file out, ta nhấy chuột phải vào bài 1 chấm lúa. Ta chọn Add File. Rồi ta chọn file out. Nữa Open. Nữa OK. Đấy. Khi đó nó ra được là 980. OK, như vậy là ta có. Vậy khi chạy đây ta phải nghĩ ra được cái tay khác. Ví dụ như bây giờ thầy có, khi nãy thầy nói nhà thầy có 5 thửa ruộng. Mỗi thửa ruộng có sản lượng là 2 tạ lúa. Hỏi rằng cái vụ này nhà thầy thu được bao nhiêu lúa? À vậy thì nhà thầy thu được 1.000 kg lúa, tức là 1 tấn lúa. Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi. Và khi các bạn chạy thử ngoài test đề bài thì các bạn phải nghĩ ra test khác để chạy thử nhé. Vừa rồi thầy đã thao tác lại một lần nữa. Các cái các bạn nào có vấn đề gì thì các bạn hãy chia sẻ về và comment hoặc là bật mic lên nói nhé. Nhiều việc quá không. Bài 2 băng bị sai test 1. Rồi. Cũng chia sẻ với băng là thứ nhất là đề thi thì luôn đúng. Thứ hai là test thì có thể đúng hoặc sai. Rồi. Để ta xem. Xem lại.
là tiến độ đọc bài của các bạn. Rồi, bài của Trung nộp đã con. À, vừa rồi bài của Nguyên có nộp cái bảng danh của thầy cứ thỉnh thoảng nó reset lại. Nó có đây bài của Nguyên thầy mở ra Nguyên để quan sát nhá. Bài của em nó nhìn báo là không nhìn thấy file kết quả, không thấy file kết quả, tức là bài làm của các bạn là bị đặt sai tên file. Vậy thì thầy mở bài của Nguyên ra thầy xem nhá. Bài của Nguyên đây đấy. Nguyên thấy bài của em là em chưa quên chưa xóa cái dấu song song nhé, em bỏ dấu song song này đi và em nộp bài lại là được nhé, sau đó nộp lại bài rồi Nguyên làm lại luôn. Hôm nay thì nay ta có Tuấn Anh cũng nói là ta đang dùng Tuấn Anh cũng dùng điện thoại à. Có gì ai dán cho con này đấy? Con. Có ta được nhanh chưa? Rồi. Rồi về ta quay trở lại bài của Băng. Băng có hỏi đến bài số 2. À. Ta mở xem code của Băng nhé. Băng khi sử dụng kiểu dữ liệu số thực thì nên sử dụng thằng plot em nhé. Plot, plot. Cái kiểu double thì khi mà sử dụng nhiều thì nó sẽ bị sai số lớn hơn. Băng là cái chu vi của nó thì có mỗi, còn người ta bảo có mỗi biến p lấy chính xác đến ba chữ số thập phân băng nhé, mà trong khi thằng s của nó là số nguyên nên cái biến s của mình thì không cần phải viết chính xác lấy ba dấu thập phân. À bài 6 à, ừ, thấy tưởng bài 2. 6 bài 6 bài 6 bài 6 bài 6, bài 6. À, thầy biết là tại sao rồi. Nhầm. Ở chỗ này băng này, khi em lấy A cộng B cộng C thì à quên A B C thì em khai báo cloud nhỉ. Cloud thì tại sao nó chạy sai được nhỉ? Khi các bạn chuyển bài, các bạn vào file chọn Close Project, sau đó lại Create a New Project lại một lần nữa, chọn Console Application, ở nút Go, ấn Next, Next, đặt tên bài, mở bài làm ra, đang Ctrl V, đang chạy thử, thì chạy thử 3 4 5 xem ra. Ừ. 12 6. Có phải đúng nhỉ? Hay là test sai nhỉ? Thế để thầy kiểm tra lại test để bài 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 này nó nằm ở chỗ nào nhỉ? KCB2. KCB1. Bài 2. Đây, kết quả khác đáp án bài 2 test 8.
có khả năng bị sai số. Nó bị sai số thật. Băng của nó ra là 1366, cái là 1707, 786. Đấy chính là nó bị sai số này. Cái bộ test này thầy viết, thầy sinh ra bởi thằng Python nên khi chạy nó ra cái kiểu nó lại ra được như này. Rồi cái này phải sửa lại thầy số 8 nhé. Nên cái thằng float với thằng double ấy là nó hay bị sai số kiểu đấy. Tất nhiên thì khi mình code trên C cộng cộng thì nó đúng thôi, nhưng code trong Python thì cái kiểu dữ liệu số thực nó hay bị sai số lắm, nên khi đi thi học sinh giỏi nhiều khi cũng hơi rủi ro. Ngoài cái việc thằng Python chạy hơi chậm ra thì cái việc tương tác với số thực của nó nhiều khi nó cũng hơi ngáo. Rồi bài của băng ok rồi. Bây giờ ta xem ở trên bảng danh, tại thời điểm này lớp mình đang có 8 bạn thì hiện tại mới có 3 bạn là Băng, Trung và Nguyên nộp được bài. Có bạn là Quang và bạn Tuấn Anh thì đang sử dụng điện thoại, chưa vào, chưa nộp được bài. Rồi bây giờ xin mời anh Minh chia sẻ lại bài nào. À, quên các bạn hỏi gì trong nhóm thầy chưa? À, thôi anh Minh chia sẻ màn hình để thầy cùng xem luôn và các bạn cùng xem. À, cho em vào thẻ view đi. À, em chọn file log ấy, có chữ log log cái dòng thứ tư. Rồi bây giờ em builder em run để chạy chương trình đi. Ấn vào mũi play ấy, nút play mà có cái hình bánh răng ấy, màu xanh. Ở bên cái góc trái ấy, ở dưới thẻ view ấy, dưới thẻ view nó có nút builder em run ấy. Cái nút play đấy đúng không? Em vào thẻ nào nhỉ? Thẻ nào nó báo lỗi mà bây giờ nó vẫn đang không báo lỗi ở thẻ nào này. À, cái câu lệnh khai báo INT A, B và S của em thiếu dấu phẩy, thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng này. Rồi nhập bài một rồi nha. Thế nhưng mà ở cái thẻ log em lật cho thầy mấy cái thẻ sang bên trái đi. Cái thẻ log bây giờ là cái thẻ dưới cùng ấy, log manager ấy, em chọn mấy cái tab ở bên trái cùng nè. Nó có một cái tab báo lỗi mà không biết nó đâu mất rồi. Đẹp đấy. Vì làm sao để thầy xem cái thằng này nó có chức năng remote không? Ăn đâu? À, từ để muốn xem này. Cái này nó có chức năng này. Không Cô chăm đọc sóc gì? cảm xúc. Không buồn anh tôi. Ok. Sẽ. Rồi em vào file chỗ cloud project nhé. Rồi chọn nhiệt đi. Rồi em new project mới. Đặt tên là bài bài 2 đi, cứ đặt tải bài 2. À, đặt tên là ví dụ được để thử xem cái trình chạy của mình có vấn đề gì không. Nó bảo là cái đường dẫn này không thể chạy được cái file này, có thể nó bị write project. À rồi ok, em close lại project đi. À ok đi. Ok đi. Cái đường dẫn của em khi nãy em chọn nó vào ở trong ổ C, em đi lòng vòng bên trong và cái thư mục này nó không cho phép. Thay modify dữ liệu, cứ ok đi. Rồi em vào file chọn close project đi. Cái này là do cái bài làm của mình chứa ở một cái nơi mà không được phép chứa. Vậy em vào file chọn tạo một project mới. Rồi đặt tên là bài một luôn.
Khoan đã, bách lại tạo project và thư mục khác. Thư mục này không được phép tạo bài. Rồi cái chỗ ấn vào dấu ba chấm để chọn đường đường dẫn khác. Mục trong trong cái dòng thứ hai ấy. Đấy. Em click vào đấy xong nó hiện lên cửa sổ xong chọn đường dẫn sang ổ D đi. Để sao lát thế nhỉ? Lạc quá. Ấn đây chứ. Được rồi đấy. Em vào xuống cái, lại mở cái file main cpp ra. Rồi em ấn chạy chương trình luôn. Chạy thử xem nó đã chạy được chưa. Ấn vào nút builder and run. Chỉ cần ấn một lần đấy, xong chờ nó tí để nó convert sang. Em vào thẻ setting nhé, setting ở góc 12 giờ ấy. Cạnh chữ help ấy. Rồi chọn compiler. Rồi chọn thẻ tool trên, cái thẻ thứ tư ấy. Đấy, nó có chữ tool trên. Rồi ấn vào auto detect. Rồi ấn ok. Rồi ấn ok hơn nữa. Rồi ấn build and run chạy lại nào. Của em nó đã ra màn hình đen chưa? Nó ra màn hình nhập dữ liệu rồi chứ. Về đây là em đang share ở share screen. Khi các bạn chia sẻ thì nên chia sẻ toàn bộ cái màn hình của mình chứ đừng chia sẻ mỗi cái đấy nhé. Được rồi, như thế là được rồi nhé. Rồi cứ thế bây giờ cốt lại thôi. Như thế bây giờ cốt lại thôi, cố gắng lên cốt lại vài lần cho nhớ. Rồi vừa rồi tới chỗ đoạn Thiên rồi nhỉ. Thiên Minh. À, Tuấn Anh đang dùng điện thoại. Trời. À, anh Minh xong rồi. Chỗ Thiên chia sẻ bài làm đi em. Rồi em toàn để dấu gạch chéo cho nó thành ghi chú toàn bị chữ điểm đấy ạ. Rồi chỗ Thiên bài này nộp đã có điểm chưa em nhỉ? Này thấy làm trình bày chương trình như thế là bài đầu tiên là đã ok rồi. Hình như trên bảng danh nhìn như thế có điểm rồi đúng không? À, chưa thấy Thiên nộp bài lên trên bài. Vậy em nộp bài lên server đi. Em Ctrl A, Ctrl C cho toàn bộ văn bản. Ctrl A cái là được, cần gì phải kéo trông đau đau phèo quá. Rồi vào trình duyệt Internet. Vào cái trang ielp.hoctổ.org.
Sao Thiên đang suy tư gì đấy? Có cái trang ilp.hoctổ.org. Đấy, cái trên đấy. Lần này đăng nhập vào. Tài khoản cái đấy thì cấp cho em rồi đúng không? Xem ở trong nhóm Zalo cái đấy thì gửi để đặt tên là gì rồi. Đâu nhỉ? MC Thiên 9, mật khẩu là AD ACDE đấy. Ở trong nhóm Zalo có đấy. Sẽ thêm chính em xem lại trên Zalo nó có đúng đấy không, em copy luôn cho nhanh. Sao dùng luôn chuột ngoài cho nó tương tác nhanh. Ngày sau dùng con chuột ngoài thì sờ sờ này sốt ruột quá. Đây, hiện mật khẩu lên xem đã đúng chưa? Sao có đăng nhập được nhỉ? Chờ thầy tí. Chẳng nhẽ cái tài khoản của em nó em đã bị block. Rồi Thiên thử vào lại đi. Lần sau đăng nhập thì ấn vào click vào cái nhớ đăng nhập nhé. Thì khi đó nó ghi lại cái lịch sử đăng nhập có sẵn cho mình. Băng có hỏi bài cuối, bài số 10. Thiên đăng nhập lại. Được rồi. Phóng to cửa sổ lên để cho dễ dùng nhé. Chú Thiên. Băng có hỏi dữ liệu to không, kết quả trả câu hỏi trả là có to em nhé. Nó không AC bởi vì nó bị tràn kiểu số, khi đó sức mạnh thằng Python nó mới làm full điểm được bài đấy, còn nếu không thì băng có thể tìm hiểu về cách xử lý số lớn, phép cộng số lớn, nhân số lớn, nhưng mà bài xử lý số lớn thôi, để hôm nào thầy dạy sau. Chính xác bài đấy phải sử dụng sâu thì mới được. Và edit đi. Chỗ vừa rồi Thiên vừa làm em Ctrl A vậy, xong gần Ctrl C cho nó nhanh. Ctrl A chọn toàn bộ, Ctrl C là để copy. Nó nhảy sang trình duyệt, Ctrl V để paste nó vào. Ctrl C chưa? Ctrl C rồi, được rồi, thì nhảy sang trình duyệt đi. Thao tác cần phải nhanh hơn, ấn vào dấu cộng cho nó hiện lên. Ctrl Z để undo lại. Băng không sao, em cứ spam thoải mái đi. Điểm nó đang cộng cho thầy mà. Thiên làm gì mà lò mò mất mãi ở chỗ này ấy nhỉ? Em kệ nó đi, em nhảy sang trình duyệt, em kéo bài làm vào là paste được. Còn cái chỗ này nó chỉ là cái nơi soạn thảo của mình thôi.
sang trình duyệt đồ bài đi, cứ lọ mọ ở đây làm gì, không phải ấn vào đấy, có nút chấm bài ở bên trên ấy, dùng chức năng chấm bài này nó tiện hơn. Rồi gõ tên bài vào. Đấy, sau khi em làm xong thì này, nộp xong thì Thiên nộp xong thì nó sẽ báo nộp bài ở bên trên. Lưu ý là khi ta copy nộp bài thì ta chờ chờ chấm một tí thì các bạn vào bảng ranh sẽ nhìn thấy điểm của mình. Đấy, vì về Thiên nháy đúp chuột vào thì nó báo là không nhìn thấy file kết quả. Đấy, em click chuột vào đấy, bài một lúa.cpp.log bên tay phải. Nên sử dụng chuột ngoài để thao tác cho nhanh. Nó không nhìn thấy file kết quả đúng không? Không thấy sai, nó thì báo là không thấy file kết quả, bị không điểm, từ chứng tỏ là mình đặt sai tên file. Và em close cái cửa sổ này lại. Em vào code block lại của mình nào. Em xóa cái đoạn cuối chương trình cuối đi, cái đoạn phía dưới thao tác phải nhanh lên tí nhé. Rồi bây giờ em để ý là cái của em là em ghi là bài một lúa.inp, ở dòng dưới cũng là bài một lúa.inp, là nó bị sai ở cái dòng thứ hai ấy, cái chỗ free open ấy, nó sẽ phải chấm gì nhỉ? Chỗ đấy phải là chấm gì? Phải ghi kết quả nó là đuôi gì nhỉ? PI à? Ừ, cho một đập bây giờ. File OUT. Python là PI đấy. V gì mà V? Mở cái đề bài ra giúp thầy. Giải ơi. Em tưởng là thầy hỏi đuôi của file Python. Không, thầy hỏi đuôi của file kết quả. File input và file output. Còn cái file code Vâng. chương trình thì ai hỏi nó làm gì? Thầy Thiên đâu? Chỗ bài 1, chỗ free open của em sao lại bài 1 chấm lúa chấm inp cả hai dòng giống nhau à? Em mở lại cho thầy file đề bài nào. Đấy, em lăn xuống dưới nào. Đấy, em thấy chưa? Cái chỗ đề bài nó cái dòng kết quả ghi ra tệp bài 1 lúa chấm ao. Không không chỉ là với các bạn mới học lập trình đâu, đến đi thi quốc gia nhiều bạn học sinh vẫn đã đặt sai tên file mà, nên mình đặt sai tên file là chuyện bình thường, vài hôm nó quen ngay, mỗi lần các bạn chấm nó trừ đi 0,1 điểm là nó sẽ nhớ ngay. Rồi Ctrl A copy lại, Ctrl C copy nhảy sang trình duyệt, Ctrl V gõ tên file nộp bài luôn, thao tác thật nhanh chuyên nghiệp. Mỗi lần nộp sai thì hệ thống nó sẽ từ trừ 0,1 điểm. Nên trước khi nộp bài phải nên có một thói quen chạy thử chương trình thật tốt. Thao tác nhanh tay lên. Em đã paste code đâu mà sao em cứ nộp thành công nhỉ? Bài code mà em chưa nộp mà em vẫn enter làm gì đây? Cảm ơn em đã tài trợ 0,1 điểm nữa. Bên cạnh cái việc code thì các bạn cũng nên cố gắng rèn được kỹ năng gõ 10 ngón nhé. Rồi về em paste code xuống dưới đi. Code đã nộp vào đâu? Xóa cái dòng code có mẫu của nó đi, cái dòng code mẫu mà. Thường thì người ta Ctrl A rồi sau đó Ctrl V ghi đề lên luôn. Ctrl V chưa? Paste vào. Sao Ctrl V ở trên đấy làm gì? Xóa ngay chỗ tên file em có sai được kìa. Ctrl A xóa nó đi. Đấy, đó là cái thao tác mình sẽ làm dần dần nó quen thôi. Những cái thao tác nộp bài này thì người ta chỉ mất 1 đến 2 giây để nộp bài. Và ta cứ cố gắng làm lên tới độ chuyên nghiệp như thế. Rồi chờ một tí, đợi nó hệ thống chấm bài.
Khi nó chấm bài mà nó không hiện lên kết quả thì các bạn refresh lại trình duyệt nhé, để chờ nó kết quả nó chấm. Đây, ấn F5 refresh lại đi. Load lại trang web. Khoan, để xem bên máy thầy nó chấm xong chưa, quên mất đấy. Vì tại một thời điểm cái máy chấm nó có thể có nhiều bạn học sinh chấm lên nên. Được rồi đấy, em refresh lại để xem kết quả được rồi. Đấy thì nó báo là kết quả khớp đáp án là đã ok rồi. Tuy nhiên thì nó có cái dòng là nó có một cái dòng cảnh báo gì đấy nhỉ? Nó cảnh báo rằng trong cái thư mục này thăng include bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h không có dấu hai chấm, nó thừa dấu chấm phẩy ở cuối nhé. Chú Thiên nhé, em quay lại code chương trình, em xóa cái dấu đấy đi. Đấy, nó không có dấu chấm phẩy đâu nhé. Thế nào mà sao nó vẫn chạy đúng nhỉ? Được rồi, bài 1 như thế là đã ok rồi em nhé. Tương tự như vậy với cái bài số 2 và các bài kế tiếp. Thấy hiện tại thì trên server các bạn cũng đang rất tích cực nộp bài. Vậy thì ta sang bài số 2. Thì tương tự như vậy, bài số 2 là bài tính giá trị của biểu thức này. Thì bài nếu như ở bài trước người ta cho ABC thì thuật toán của cái bài toán sau này thì mình sẽ có bước 1 mà mình sẽ thực hiện là nếu ở bài bài này người ta cho số nguyên ABC, vậy thì bước 1 thì mình sẽ là nhập ABC. Ở bước thứ hai mình thực hiện tính S và tính P theo biểu thức này. Để tính bình phương thì ta có thể lấy hai số đó nhân với nhau. Ví dụ như để tính A bình phương ta lấy A nhân A. Vậy thì ta sẽ tính S và tính P theo công thức ở trên. Ở bước thứ ba ta thực hiện là đưa thằng S và thằng P ra. Đấy. Đưa thằng S và thằng P ra. Giữa thằng S và thằng P muốn viết nó ra trên cùng một hàng thì ta CLS. Đấy, CAP. Ở giữa này có một dấu cách nhé. Đấy, đây là mô hình để giải quyết bài toán số 2. Bài 2. Rồi tương tự như vậy với các cái bài toán khác thì nhiệm vụ của các bạn là hãy đọc đề, phân tích và viết cách chương trình. Khó khăn đến đâu thì hoặc trong quá trình làm nộp mà có vấn đề gì thì các em cứ comment nhắn hỏi thầy nhé. Thầy thường là sẽ online gần như 24 trên 7. Thực tế trừ những lúc đi ngủ và đi đâu ra thôi. Rồi, như vậy thì ở cái buổi học ngày hôm nay thì thầy đã giới thiệu các bạn. Thứ nhất là các em đã biết cách làm quen với cái hệ thống chấm bài tự động, biết cách viết một chương trình đơn giản. Đấy. Và các em làm việc được với tệp, chạy thử chương trình và bắt đầu cài đặt với chương trình viết bởi ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. N nó khoảng tầm 10 mũ 10 thôi em băng nhé. Và khi các bạn code chương trình thì hãy cố gắng code chương trình thật đẹp, giữa toán tử và toán hạ phải cách nhau ra. Đấy, các câu lệnh nào nó cùng cấp với nhau thì viết giống với nhau thành một cột. Như vậy thì sau buổi học ngày hôm nay thì chương trình của các bạn viết phải đúng và đẹp nhé. Rồi ta có các cái bài tập phía dưới thì từ bài 2 cho đến bài 10 các bạn hãy cố gắng tích cực làm và ở buổi sau thì ta sẽ học tiếp nhé. Theo thầy dự kiến thì thầy trò mình sẽ học vào thứ tư và thứ chủ nhật, thứ ba năm và chủ nhật. Một tuần ta sẽ học 3 buổi. Thì các bạn nào mà có ý kiến gì thì các bạn sẽ comment vào cửa sổ chat giúp thầy nhé, à cửa sổ Zoom nhé. Ta dự kiến sẽ học vào thứ tối thứ ba năm và chủ nhật hàng tuần nhé. Các bạn nào trùng lịch thì hay là bị trùng lịch học thêm thì các em báo lại để ta có điều chỉnh cho phù hợp. Bởi vì ta có tới 9 người thì ta cũng sẽ rất phải điều chỉnh nhiều. Còn nếu không thì ta sẽ cứ chốt tối thứ ba năm và chủ nhật.
server thầy bật 24 trên 7, vì thế nên các em hãy cố gắng cài đặt cái chương trình nộp bài. Các bạn nào làm xong hệ thống bài thì nhớ nhắn tin với thầy để thầy cấp bài tập thêm mới nhé. Bây giờ bắt đầu từ buổi học này trở đi thì thân bạn nào phải lo thân bạn đấy, ta không chờ đợi người khác. Các em có thể thảo luận hỗ trợ nhau trong học tập. Bên cạnh đấy thì các bạn sẽ phải tự lo cái lượng bài của mình được giao. Lượng bài của ta đây có 10 bài thì với các bạn mới học lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì các bạn hãy cố gắng làm cho thầy hết bài 2, bài 3, bài 4. Nhá. Bắt đầu từ bài 5 trở đi thì thầy sẽ tổ chức lại chương trình và nó sẽ có nhiều bài hay hơn. Rồi hôm nay thì các bạn có gì phản hồi thì các bạn chia sẻ hỏi luôn để thầy giải đáp luôn. Các bạn mà hôm nay đang sử dụng điện thoại chưa code chưa chương trình thì các bạn sẽ hoàn thiện bài tập sau nhé. Ta cũng sẽ có nhiều thời gian để cho các bạn giờ cho đến thứ ba, hôm nay chủ nhật, thứ hai, thứ ba thì thầy trò mình sẽ hẹn nhau vào tối thứ ba tuần tới nhé, tuần tức là vào ngày 13 tháng 6 ta sẽ tiếp tục buổi thứ hai nhé. Trong quá trình học thì các bạn có quản lý lớp học, có cô Kiều Anh quản lý lớp học và thầy sẽ chủ yếu tập trung cho cái việc dạy, và các em có cần trao đổi gì về chuyên môn cứ hỏi trực tiếp thầy. Không nào khó quá không hỏi được, không trả lời được thì thầy sẽ nhờ 500 anh em hỗ trợ. Rồi thầy chào các em nhé. Bye cả nhà. Vâng, anh chào thầy. Như thầy ạ. Chào các em.